Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn hai vị bất hủ vội vàng bảo vệ riêng phần mình đệ tử ngự huyền thông quay đầu cười nói nguyên lai là hỗn nguyên đạo huynh đạo huynh không ở tại đạo kỳ thiên vì sao có rảnh lại tới đây trò cười chúng ta cử tuyền chân vương ánh mắt rơi vào hỗn nguyên đạo quân trên tay phải kinh ngạc nói đạo huynh tay thế nào hỗn nguyên đạo quân bất động thanh sắc đem tay phải rút vào trong tay áo nói có người đánh cắp hỗn độn đạo cảnh kinh động đến ta cho nên hạ giới xem xét tặc nhân kia trốn vào nơi đây ta nguyên bản định đi vào chưa từng nghĩ cảm thấy được hai vị đạo hữu cũng ở chỗ này, cho nên đến đây nhìn xem. Ngự huyền thông ánh mắt chấp động, cười nói, đạo huynh có ý tứ là. Hỗn nguyên đạo quân nói, chúng ta liên thủ, xông vào một lần hạo dập đại đạo quân cấm khu. Chỉ là một cái tam giới nhân tộc, ta không tin dựa vào chúng ta ba người, còn không cách nào phá đi hắn thần thông lạc ấn. Ngự huyền thông cùng cử quyền chân vương liếc nhau, riêng phần mình thở phào một cái, thầm nghĩ, xem ra hốn nguyên đạo quân còn không biết cái kia tam giới man di người mang trọng bảo sự tình, lại không muốn nói cho hắn biết. Có hắn giúp đỡ hoàn toàn bài trừ lạc ấn, đánh ra một con đường sống đến. Ba vị bất hủ lúc này hợp tác, liên thủ hướng đạo thụ cùng tiên điện chỗ phương vị xông vào. Hứa ứng sớm đã đi vào dưới đạo thụ, chỉ gặp ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, riêng phần mình tầm mắt đạo Pháp, chỉ có chu tiên tàn kiếm vẫn còn tiếp tục lĩnh hội. Nó dù sao cũng là Pháp bảo, mặc dù khai linh trí nhưng mộ tính vẫn là phải so hứa ứng bọn người kém rất nhiều hứa ứng không cần nghĩ ngợi thu hồi chu tiên tàn kiếm phi tốc nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi mau ngộ không đạo nhân dò hỏi muốn đường cũ trở về a à? hứa ứng lắc đầu các ngươi đi theo ta ta mang các ngươi ra ngoài hai người vội vàng đuổi theo hắn hứa ứng một đường áp chế thần thông lạc ấn sao động mang theo hai người hướng ra phía ngoài đi nhanh ầm ầm cấm khu hạch tâm hỗn nguyên đạo quân Ngự huyền thông cùng cửu tuyển chân vương liên thủ, rốt cục phá vỡ cái cuối cùng thần thông lạc ấn, đi vào dưới đạo thụ. Ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, phi tốc tìm kiếm một lần, nhưng không thấy hứa ứng tung tích. Bọn hắn rời đi, hỗn nguyên đạo quân nhớ tới hứa ứng chui vào cấm khu lúc cái kia linh xảo dáng người, đột nhiên sắc mặt biến hóa, lập tức phóng ra ngoài, quát, đi mau. Cùng lúc đó, hứa ứng mang theo ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng cũng tới đến cấm khu bên ngoài, Hứa ứng quay đầu dò xét mảnh cấm khu này, chỉ gặp sơn thủy tinh thần trụ quang hồng mông các loại đại đạo kết xuất thần thông lạc ấn sen vào nhau tinh tế bố tại không trung, ý tưởng đột phát, nói chư vị, các người có muốn hay không mở mang kiến thức một chút chân chính thần thông thương khung lúc bộc phát tình hình. Ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng vội vàng dừng bước lại, lộ ra kích động thần thái. Ba người đột nhiên riêng phần mình một đạo thần thông phát ra, đánh vào thần thông thiên khung bên trong. Trong vòng trời này, đạo thứ nhất thần thông lạc ấn bị phát động, lập tức uy năng quét sạch bốn phương tám hướng sau một khắc tất cả thần thông lạc ấn bị toàn bộ nhóm lửa chỉ trong nháy mắt hứa ứng ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng liền cảm nhận được thời kỳ đỉnh phong hạo thiên đế sức mạnh không gì sánh nổi kia một kích này dung chuyển toàn bộ bỉ ngạn sán lạn không gì sánh được mà tại trong cấm khu hỗn nguyên đạo quân ngự huyền thông cùng cử quyền chân vương ba người sắc mặt đại biến riêng phần mình liều mạng điều động trong từng vũ trụ tất cả động uyên trong khoảnh khắc minh mông vô ngần lực lượng từ tam đại bất hủ thể nội bộc phát. Liên thủ ngự huyền thông trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Oanh, chói lọi đạo quang bóp méo cấm địa thời không, quang mang động chiếu đạo kỳ thiên, đem đạo kỳ thiên oanh ra một cái động lớn, thật lâu chưa từng khép lại. Hứa ứng ba người đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn một màn này, lẩm bẩm nói thực sự quá tráng quan. Một ngày này, bị ngạn lại có một vị bất hủ vẫn lạc. Cửu tuyền chân vương, táng thân tại trong cấm khu chương 1290, cố hương người tới. Thần thông thương khung đã là ngàn vạn loại thần thông tập hợp thể, đồng dạng cũng có thể xem như một loại đại thần thông, lần này đạo lực phóng thích, có thể nói tái hiện năm đó hạo thiên đế quyết chiến thái nhất đại đạo quân lúc sán lạn một màn. Đáng tiếc tư nhân đã qua đời, hỗn nguyên đạo quân cùng ngự huyền thông rắc nhau đỡ, tập tính đi ra thần thông thương khung. Hai người trên nhục thân khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương đạo thương, nguyên thần rách tung tóe động nguyên cũng thủng trăm ngàn lỗ, hai người bọn họ động nguyên kết nối với đại thiên vũ trụ bên trong từng cái người tu hành, ở đây khẩn yếu quan đầu, bọn hắn cũng không thể không sớm thu hoạch những người tu hành này, cắt mất nguyên thần của bọn hắn đến lớn mạnh chính mình nguyên thần. Bọn hắn một cái tu hành hỗn độn đại đạo, một cái tu hành thái thượng đạo, đều là cực kỳ cao đẳng đại đạo, mới có thể tại hạo thiên đế thần thông thương khung bên dưới giữ được tính mạng. Nhưng cử tuyển chân vương liền không có vận khí tốt như vậy, cử tuyển đại đạo mặc dù là do chín loại bất phàm đại đạo tạo thành, nhưng so hỗn độn đại đạo, thái thượng đại đạo bực này cao đẳng đại đạo vẫn là phải kém rất nhiều. Ba người liên thủ, duy chỉ có cửu tuyển chân vương táng thân tại thần thông thương khung dưới. Khổ khổ khổ, ngự huyền thông quỳ xuống đất, kịch liệt ho khan, trên người đạo thương trở nên càng nặng. Trên người hắn đạo thương nguyên bản chính là hạo thiên đế lưu lại, ở trên người hắn lưu lại một đạo khó mà khép lại vết rách. Hiện tại, thương càng thêm thương, càng khó chữa khỏi. Hỗn nguyên đạo quân so với hắn muốn may mắn một chút, lần trước hạo thiên đế đánh bại hắn lúc, cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là điểm đến là rừng phá vỡ hắn kết nối tam giới động nguyên thông đạo. Nhưng hắn lần này bị thương cũng tương tự cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Phía sau bọn họ, hạo dập nơi ngộ đảo các loại thần thông lạc ấn còn tại trên màn trời lấp lóe không yên, thần thông đạo vận do trời sinh, dẫn động chung quanh giữa thiên địa rời rạc đạo lực dần dần hội tụ. Hiện tại cấm khu là an toàn, nhưng theo những thần thông lạc ấn này tụ tập các loại đạo lực, nơi này thế tất sẽ lại lần nữa biến thành một mảnh cấm khu, khiến cho người khó mà bước chân. Cái kia tam giới man di, ngự huyền thông cắn răng, thân hình lảo đảo, đột nhiên thả người vọt lên, độn không mà đi. Hỗn nguyên đạo quân cũng tự thân thân thể trầm xuống, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí, thân hình bỏ chạy. Tam giới hắc tư, đợi đến ta chữa khỏi vết thương lại đi đoạt đến bảo vật. Hứa ứng, ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng xa xa nhìn về phía hạo dập nơi ngộ đạo, nơi này trong thời gian ngắn không thích hợp tiếp tục ẩn thân, hiện tại những thần thông lạc ấn này uy lực quá thấp, ngăn không được bất hủ cảnh tồn tại. Nơi đây không nên ở lâu, hứa ứng nói, hạo dập nơi ngộ đạo bộc phát, khẳng định sẽ có bất hủ đến đây xem xét, chúng ta mau mau rời đi. Ba người vội vàng rời đi, quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có từng tôn bất hủ chân vương từ đạo kỷ thiên giáng lâm, xem xét nơi đây dị biến, riêng phần mình điên đảo thời không, tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Bất quá bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Thạch Thiên Dưỡng cùng ngộ không đạo nhân hai người, đi xem hứa ứng lúc, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn độn chi khí. Người này tu luyện hỗn độn đại đạo, đã đến che đậy nhân quả, hỗn độn thời không tình trạng. Một đám bất hủ chân vương không khỏi sợ hãi thán phục, khen, ta bị ngạn lại có bực này bất phàm tồn tại, thực sự bị ngạn may mắn sự tình. Chỉ là kẻ này thực sự gan to bằng trời, cùng con khỉ này cùng cái này thánh tộc cùng một chỗ dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Bọn hắn không nhìn thấy hỗn nguyên đạo quân cùng ngự huyền thông hai người, cũng không biết hứa ứng là đến từ tam giới, bởi vậy cũng không để ở trong lòng, mà là ánh mắt sốt ruột nhìn về phía nơi ngộ đạo thần thông lạc ấn. Lần này thần thông thương không uy lực bộc phát, ngược lại cho bọn hắn tiến vào nơi ngộ đạo, quan sát hạo dập thần thông lạc ấn cơ hội. Năm đó hạo thiên đế chiến thắng thái nhất đại đạo quân, hắn nơi ngộ đạo cũng dẫn tới rất nhiều bất hủ ngấp nghé, nhưng nơi ngộ đạo quá hung hiểm, tiến vào nơi ngộ đạo chính là đắc tội thái nhất đại đạo quân, dù sao thái nhất đại đạo quân chính là thua ở thần thông thương khung dưới một chiêu này. Bởi vậy, cứ việc cấm khu ngay ở chỗ này, lại không người nào dám tới. Bất quá bây giờ nơi ngộ đạo bộc phát, cũng không phải là bọn hắn cách làm, cho dù thái nhất đại đạo quân biết được, cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Những này bất hủ cơ hội tốt này, lĩnh hội các loại thần thông lạc ấn, thu hoạch tương đối khá, riêng phần mình không khỏi bị hạo dập tài học chỗ chân trụ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, thần thông lạc ấn uy lực liền càng ngày càng mạnh, phượng thiên chân vương cười nói chúng ta riêng phần mình chấn trụ một vùng khu vực để thần thông không cách nào khôi phục không liền có thể lấy cỡ nào ở chỗ này dừng lại a à. lời ấy đại thiện một đám bất hủ riêng phần mình thôi động nguyên thần chấn áp một vùng khu vực tiếp tục tham ngộ những thần thông lạc ấn này qua không biết bao lâu đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vang vọng đất trời thái nhất đại đạo quân giá lâm một đám bất hủ riêng phần mình giật mình vội vàng đứng dậy không dám tiếp tục tham ngộ nhao nhao xông ra mảnh cấm khu này Đứng thẳng trong hư không không người đứng hầu. Sau một lúc lâu, hư không chấn động, mơ hồ hiện ra thái nhất đại đạo quân hư ảnh, ngồi ngay ngắn ở trong một thời không khác, nhục thân rộng rãi, thần quang lượn lờ, thấy không rõ diện mục. Chư vị, có thể từng cha ra là cái gì nhiễu loạn đạo kỳ thiên? Đại đạo quân hỏi, Phượng Thiên Chân Vương liền vội vàng khom người nói, cha ra, là mấy tiểu bối lại tới đây, vào bên trong lung tung ném đi mấy cái thần thông, dẫn phát cấm địa bạo động. Thái nhất đại đạo quân quanh thân thần quang dung chuyển, nói, mấy tên tiểu bối này cũng không phải ném loạn. Dẫn động một cái hai cái thần thông lạc ấn ngược lại cũng thôi, đem tất cả thần thông lạc ấn đều dẫn động, cần đối với chỗ này thần thông hiểu rất rõ. Mấy người kia là lai lịch gì? Phượng Thiên Vương đạo chân chính, bên trong một cái là chỉ con khỉ màu vàng, đoạn thời gian trước nghe nói ngự huyền thông môn hạ người tại bắt con khỉ này, nghe nói là từ vũ trụ khác thuận thái thượng động nguyên bỏ lên. Còn có một cái là người thạch tộc, còn một cái khác hẳn là tu luyện hỗn độn đại đạo người bọn hắn đối với hứa ứng ba người biết không nhiều có thể cung cấp tin tức có hạn thái nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu nói làm phiền chư vị tiếp tục lùng bắt bọn hắn bắt đằng sau đưa đến nơi này một đám bất hủ xưng phải riêng phần mình rời đi hư không khép kín thái nhất đại đạo quân thân hình dần dần biến mất thạch thiên dưỡng mang theo hứa ứng cùng ngộ không đạo nhân trốn ở bỉ ngạn dưới mặt đất một tòa thành thị tránh né đầu ngọn gió nơi đây tên là quỳnh đô kỳ thực là bị ngạn người tầng dưới chót sinh hoạt địa phương ngư lòng hỗn tạp có đến từ từng cái vũ trụ chủng tộc tại bỉ ngạn chân chính thánh tộc số lượng không nhiều bảy tám phần dị nhân đến từ vũ trụ khác bọn hắn thường thường thời thời khắc khắc táng hóa để cho mình thoạt nhìn như là thánh tộc nhưng là tại quỳnh đô những người này liền không cần thiết thời thời khắc khắc táng hóa riêng phần mình hiện ra chân thân hứa ứng cùng ngộ không đạo nhân đi theo thạch thiên dưỡng đi tại tòa này thành dưới đất trên đường phố bên người các loại giống loài lui tới, có đầu cá quái nhân, có trên đầu mọc ra xúc tu giống như con mắt quái nhân, còn có cùng loại cây cối chủng tộc, cùng chỉ có một viên đầu to chủng tộc, còn có chút chủng tộc là trời sinh linh thể, không có nhục thân. Bất quá lòng đất ô trọc, nghỉ lại trong lòng đất người tính tình cũng cực kỳ nóng nảy, hơi một tí liền động thủ giết người, các loại pháp bảo vù vù bay loạn, cắt người ra đầu. Lòng đất các tộc mọi người lấy thế làm vui, thường có ẩu đả sự tình phát sinh. Thạch thiên dưỡng ở chỗ này có một tòa phòng cũ, bọn hắn liền tại Quỳnh Đô tạm thời ở lại, hứa ứng cũng cần thời gian đến lĩnh ngộ hỗn độn động nguyên bên trong đại đạo chi lực. chương 1291, ngộ không đạo nhân không chịu ngồi yên, nghe phía bên ngoài thanh âm đánh nhau, liền kích động, nói, minh ngoan, chúng ta đi bên ngoài đùa giỡn một chút. Thạch thiên dưỡng là ở chỗ này lớn lên, đối với Quỳnh Đô cực kỳ thấu hiểu, cũng ngứa tay khó nhịn nói, tốt. Cùng đi, hai người hào hứng hừng hực, đi ra ngoài. Hứa ứng phân phó nói, hai người các ngươi, đừng gây chuyện thị phi. Ngộ không đạo nhân cùng Thạch Thiên Dưỡng liếc nhau, chỉ cảm thấy tên này không có tự mình hiểu lấy. Hai người bọn họ gây sự tình chung vào một chỗ, còn không có hắn gây một sự kiện lớn. Hứa ứng tĩnh tọa xuống tới, cẩn thận cảm ngộ hỗn độn động nguyên bên trong biến hóa, hỗn độn liên thôn vệ hơn phân nửa hỗn độn đạo cảnh đằng sau, tựa hồ cũng biết thế gian này có cao thủ, liền an phận xuống tới, không có mặt khác dị động. Hứa ứng thần thức tiến vào hỗn độn động nguyên, nhưng gặp cái kia hơn phân nửa hỗn độn đạo cảnh rộng lớn ngàn vạn dặm, như là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ hỗn độn hải, vây quanh trong động nguyên tâm xoay tròn. Tòa kia ao sen liền ở vào mảnh này đạo cảnh trung ương, hoa sen cùng hồng nguyên đều ở trong đó. Không biết lần này đoạt tới hỗn độn đạo cảnh, phải chăng đầy đủ hồng nguyên trưởng thành. Hứa ứng thu hồi thần thức, toàn tâm toàn ý lĩnh hội hỗn độn đại đạo, lấy đạo văn, phù văn, long văn cùng lý văn các loại cơ cấu đến tạo nên chính mình hỗn độn đại đạo. Qua không biết bao lâu, hứa ứng đem hỗn độn đại đạo lĩnh hội một lần, thầm nghĩ, không biết ta bây giờ có thể không lĩnh hội chung ra mặt ngoài hoa văn. Hắn tế lên chuông lớn, ngưng mắt nhìn lại, bất quá một lát, tự thân thật vất vả luyện thành hỗn độn đại đạo lập tức bắt đầu sụp đổ đổ sụp. Hứa ứng vội vàng nhắm mắt lại, lại một mực cung kính đem chung ra mời về động uyên, thầm nghĩ, dùng đạo văn, long văn, phù văn thậm chí lý văn, đến diễn hóa hỗn độn đại đạo, lấy được đều không phải là chân giải. Không chiếm được chân giải, liền không cách nào nhìn chung ra mặt ngoài hoa văn lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào tiếng người huyên náo hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích đi ra ngoài quỳnh đô dân phong cuồng giã lòng đất cao thủ đông đảo dưới đất đánh cược dị thường nóng nảy hứa ứng đi vào phụ cận lại là ngộ không đạo nhân ngay tại một tòa chư thiên bên trong cùng một vị đạo cảnh bát trọng cường giả tranh đấu bốn phía quan chiến tu sĩ người ta tấp nập thần thái cuồng nhiệt tiếng hò hét trợ uy thanh trấn trời vang thạch thiên dưỡng hiện ra ngàn cánh tay thân thể cầm trong tay không còn là pháp bảo mà là bị ngạn thông dụng tiền hẳn là cùng người khác đánh cược tiền đặt cược hứa ứng nhìn lại chỉ gặp ngộ không đạo nhân nhỏ gầy rất nhiều kém xa đối diện cường giả cao lớn hùng tráng tại cường giả kia công kích đến đông tránh tây tránh rất là chật vật đạo pháp cũng không bằng người ta tinh diệu hứa ứng nhìn ở trong mắt trong lòng khẽ nhúc nhích ngộ không đạo nhân đi theo thạch thiên dưỡng học xấu ẩn giấu thực lực chờ đợi càng nhiều tiền đặt cược Mấy năm này ngộ không đạo nhân lĩnh hội hạo thiên đế đạo pháp thần thông, dùng đại đạo khác bổ thái thượng đạo, đem thái nhất chân giải vận dụng đến thái thượng đạo bên trên, đã có một chút thành tựu. Người này không phải là đối thủ của hắn, hắn như có điều suy nghĩ, thái nhất chân giải là thái nhất đại đạo quân sáng tạo, lĩnh ngộ thái nhất chân giải, tu thành thủy khí, huyền khí cùng nguyên khí tam khí, luyện thành cửu huyền, cửu huyền quy nhất, liền có thể lĩnh ngộ ra các loại đại đạo nhập vào thái nhất huyền bí. Nếu là thái thượng đạo cũng có thể làm đến bước này, như vậy mặt khác các loại đại đạo cũng có thể nhập vào thái thượng đạo. Nói cách khác, hồng mông đại đạo, hỗn độn đại đạo, luân hồi đại đạo, đều là như vậy. Hứa ứng nghĩ tới đây, không khỏi ngây người, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Nếu là thái nhất đại đạo có thể thu nạp đại đạo khác, đại đạo khác cũng có thể thu nạp thái nhất đại đạo, như vậy, đạo bản chất đến tột cùng là cái gì? Là càng cao cấp hơn đại đạo càng tiếp cận bản chất, hay là nói những đại đạo này kỳ thật đều là bản chất ở trong nhân thế một loại chiết xạ? Vô luận thái nhất, có thể là hồng mông có thể là thái thượng đạo hỗn độn đạo luân hồi đạo có lẽ đều là bản chất một bộ phận như vậy đại đạo bản chất đến cùng là cái gì hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên bốn phía tiếng ồn ào im bặt mà dừng lặng ngắt như tờ chỉ gặp tiểu chư thiên bên trong vừa mới còn trái chống phải ngăn ngộ không đạo nhân một quyền liền đem đối diện cường giả đầu lâu đánh nát thạch thiên dưỡng kiếm được đầy bồn đầy bát vui vô cùng hứa ứng đang muốn đi qua trước mặt đi tới một đạo nhân hướng hắn cười cười hứa ứng hồi báo lấy mỉm cười đột nhiên đất trời bốn phía đột nhiên thay đổi chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi quỳnh đô đi vào ngoại giới trong lòng của hắn giật mình lập tức thôi động võ cực chứng đạo thể nội thái nhất vô cực hồng mông hỗn độn luân hồi ngũ đại động nguyên sở sinh nguyên khí cùng đạo khí đạo lực lưu trú võ đạo động nguyên bên trong hắn động nguyên không ở phía sau bên ngoài thôi động công pháp lúc động nguyên tại thể nội để hắn nhìn như một vị phàm nhân nhưng càng cường đại hơn càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị đạo nhân kia gặp tình hình này không khỏi động dung khen không hổ là để thái nhất đại đạo quân cũng động tâm nhân vật ta gặp ta cũng động lòng yêu người tài hứa ứng chào nói xin hỏi đạo huynh là đạo nhân kia cười nói đạo hiệu của ta trí hư tử đến đây thu ngươi làm đồ đệ hứa ứng vốn cho là sẽ có một trận ác chiến không nghĩ tới cái này trí hư tử lại là đến thu hắn làm đệ tử cười nói đa tạ đạo huynh yêu mến ta cũng là người cầu đạo, đắc đạo không phân tuần tự, người so ta trước được nói, ta tôn ngươi thành đạo huynh là được. Chí hư tử lắc đầu nói, bị ngạn trên mặt nổi mặc dù một mảnh hòa khí, nhưng sau lưng đấu tranh thảm liệt, các vị bất hủ đều muốn lớn mạnh chính mình thế lực. Người có chứng đạo bất hủ tiềm lực, nếu là có thể trở thành đệ tử của ta, ta dốc lòng vun trồng, bất quá mấy năm, người liền có thể chứng đạo, trở thành sự giúp đỡ của ta. Hắn gặp hứa ứng muốn từ chối, thẳng nói, người trước không nên gấp tại cự tuyệt ta che chở ngươi trăm năm bảo đảm ngươi thái bình vô sự trong vòng trăm năm ngươi là đệ tử của ta ta là của ngươi sư phụ trăm năm về sau ngươi tu thành bất hủ chính là đạo hiếu hai bên cùng ủng hộ ý của ngươi như nào hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích chí hư tử lời nói hoàn toàn chính xác để hắn rất là tâm động nếu như bái nhập chí hư tử môn hạ có danh phật tại bỉ ngạn hành tẩu liền không đến mức quẫn bách như vậy chí hư tử gặp hắn trong lòng yên lòng cười nói ngươi trước tiên có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về đạo kỳ thiên phụng tiên quan, cân nhắc một đoạn thời gian. Hứa ứng nói, ta còn có hai vị hảo hiếu, muốn đi thông chi bọn hắn. Hắn còn chưa nói xong, nơi sa mây đen cuồn cuộn, có rông tố ngay tại hình thành, đột nhiên lôi đình chi đạo trở nên không gì sánh được hừng hực, hóa thành một cái đại thủ, cách nhìn vạn dặm ầm vang đẩy tới. Chí hư tử cười lạnh nói, tới đối phó ta, ngươi lưu ở nơi đây, lại xem ta thủ đoạn, phải chăng có tư cách làm sư phụ của ngươi. Hắn trong chớp mắt táng hóa, hóa thành dị nhân, lập tức không gì sánh được hùng hồn khí thức bộc phát, nhét đầy thiên địa, sau lưng vô lượng động nguyên bồng bềnh ở trong hắc ám, pháp lực liên tiếp tăng vọt. Hắn chính là đạo, động tĩnh chính là pháp, chính là thần thông. Chí hư tử nghinh tiếp cái kia lôi đình đại thủ, song phương đụng vào trong nháy mắt, đột nhiên hồng âm đại tác, đại địa chấn động, vô số bùn đất cát đá ầm ầm u u nổi lên bầu trời, tại giao kích lôi đình bên dưới nóng chảy, hóa thành 10 đạo không gì sánh được quang hoàn sáng tỏ. Quang hoàn trước, một vị đạo nhân tóc trắng đi tới. Vô cùng kinh khủng luân hồi đạo lực bộc phát, chí hư tử phun máu phè phè, thả người liền trốn, xa xa kêu lên, tiểu đạo hiếu, chúng ta chia ra đào tẩu. Người nhớ kỹ đi đạo kỳ thiên phụng tiên quan tìm ta. Hứa ứng đang định đào tẩu, tránh đi đạo nhân tóc trắng kia, đã thấy chính mình thân bị luân hồi đạo lực vặn vẹo, tinh diệu tuyệt luân, vô số thời không tại chính mình thân tao biến hóa, khó mà đào thoát. Hắn đang muốn tế lên chuông lớn, lúc này đạo nhân tóc trắng kia chắp tay nói, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Nguyệt Thị Cố Hương Minh. Tổ Đình Thái Ất, hữu Lễ, chương 1292, Trung Can Nghĩa Đảm. Hứa ứng ngơ ngác nhìn đạo nhân tóc trắng kia, lão đạo tóc trắng gặp tình hình này, lại lần nữa chắp tay nói, vị tiểu ca này, hẳn là đến từ tam giới. Đạo nhân Thái Ất, cũng là đến từ tam giới. Ngươi là Thái Ất Thiên Tôn, hứa ứng tỉnh táo lại, vừa mừng vừa sợ, hướng đạo nhân tóc trắng kia nói, ngươi có thập đại thiên địa nguyên thần, gọi là thập điện Diêm La, Người thiên địa nguyên thần chấn thủ tại tổ đình âm gian, ở tại một đôi sừng châu bên trên, đúng hay không? Lão đạo tóc trắng lộ ra vẻ mừng rỡ, nói quả nhiên là cố hương người tới. Đạo hiểu, người nhận ra ta, không nhận ra, hứa ứng cười nói, ta nhận ra người thiên địa nguyên thần. Đạo khóc đằng sau, thiên tai bộc phát, người thiên địa nguyên thần bị thập phế thiên quân liễu quán nhất giết chết, là ta bù đắp người trong đạo tràng đại đạo, đưa người nguyên thần khôi phục. Người ta rất có nguồn gốc, Lão đạo tóc trắng chính là thái ất cứu khổ thiên tôn, mặc dù không phải đạo tổ, nhưng cũng là năm đó tổ đình thời đại một vị đạo tổ cấp tồn tại, cùng thái thanh, ngọc thanh, ngọc hư, hư hoàng bọn người cùng một chỗ đáp lấy thúy nham rời đi tam giới, tiến vào bỉ ngạn. Thái ất thiên tôn rất là thoải mái, cười nói, nguyên lai người ta lại có tầng quan hệ này. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Hứa ứng, tam giới tân đạo đạo tổ. Thái ất thiên tôn cười nói, ta nghe nói có người tại hỗn độn đạo cảnh phụ cận lĩnh hội, dẫn xuất động tính rất lớn, đem hỗn độn đạo cảnh nuốt mất hơn phân nửa, hỏi thăm một chút người tới bộ dáng, liền biết là địa tiên giới khách đến thăm. Cho nên đến đây nhìn một chút, quả nhiên là cố nhân. Hứa đạo hiếu, chúng ta nên rời đi, nếu ngươi không đi liền đi không nổi. Hắn gặp hứa ứng không hiểu, nói, hứa đạo hiếu tại bỉ ngạn làm xuống bực này đại sự, bỉ ngạn trên bảng truy nã, hứa đạo hiếu hơn phân nửa chỉ có thể phái phía trước người có hơn. Bởi vì, xếp ở vị trí thứ 10 chính là ta hứa ứng vội vàng nói ta còn có hai vị bằng hữu tại quỳnh đô không còn kịp rồi thái ất thiên tôn không nói lời gì liền thôi động từng đạo luân hồi hoàn mang theo hứa ứng cắt vào bỉ ngạn trong luân hồi chỉ nghe một thanh âm cười lạnh nói bỉ ngạn sâu kiến không làm rùa đen rút đầu lại còn dám hiện thân thái ất lần này xem ngươi có hay không còn có thể nhân quả bên trong đào thoát hứa ứng đứng tại thái ất thiên tôn bên cạnh lập tức nhìn thấy mình cùng thái ất thiên tôn từ tầng tầng trong luân hồi xuyên qua Hai người mỗi xuyên qua nhất trọng luân hồi, bộ dáng hình thái liền biến hóa một lần, có đôi khi thậm chí ngay cả nam nữ đều biến hóa, chợt nam chợt nữ. Thậm chí, hai người ngay cả trùng tộc cũng biến hóa, hóa thành hoa điểu trùng ngư. Thậm chí, bọn hắn rơi vào trong luân hồi, hóa thành ngoan thạch, tinh thần chờ chết Phật, loại này kỳ diệu kinh lịch, hứa ứng chưa bao giờ gặp qua. Hắn bất hủ bát pháp đệ thất pháp, chính là luân hồi pháp, pháp này có thể hình thành luân hồi, để đối thủ cùng khác biệt chính mình quyết đấu cho đến chết nhưng hắn luân hồi, cùng thái ất thiên tôn luân hồi so sánh hay là tiểu vu gặp đại vu. Hai người thậm chí vượt qua thời không, một đoạn thời khắc, hứa ứng thậm chí nhìn thấy chính mình biến thành bỉ ngạn trong lịch sử nhân vật khác nhau, phảng phất trở lại quá khứ đồng dạng. Bỗng nhiên, bọn hắn lại xuyên thẳng qua đến tương lai, tiến hành thời không bên trên luân hồi. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao trốn, hậu phương từ đầu đến cuối có một cái bóng ma khổng lồ hướng bọn hắn truy sát mà tới. Luân hồi đại đạo, không thoát khỏi được nhân quả đại đạo dây dưa. Tu luyện nhân quả đại đạo hồng đạo quân, quả nhiên có mấy phần bản sự. Thái ất thiên tôn trầm giọng nói, hứa đạo hữu cái này hồng đạo quân chính là tu luyện nhân quả đại đạo bất hủ cảnh cường giả, người này đạo pháp khác ta, bây giờ không bỏ rơi được hắn, đành phải đánh với hắn một trận. Ta ngăn trở hắn, người đi trước, tiến về thiên cảnh khư. Hứa ứng nghe vậy, nói ta có một kiện bảo vật, có thể phá vỡ nhân quả. Hắn đem chuông lớn tế lên, keng một tiếng, hướng về sau đánh tới, nhưng gặp tầng tầng thời không bởi vậy đoạn đi, hỗn độn chi khí tràn ngập. Cái kia đuổi theo bóng ma khổng lồ bị hỗn độn chi khí ngăn trở, đợi cho hỗn độn chi khí tán đi, đã tìm không được hứa ứng cùng Thái Ất Thiên Tôn tung tích. Thái Ất, người trốn không thoát, hồng đạo quân thân hình xuất hiện tại một mảnh chân núi trên không, thân thể nhoáng một cái, lập tức ngàn vạn chuỗi nhân quả xuyên thủng vô số người luân hồi, phàm là cùng Thái Ất Thiên Tôn nhiễm phải một đường nhân quả, đều sẽ bị hắn tìm được. Vị này đạo quân bản sự quả thực cao tuyệt, thực lực cũng là cường hoành không gì sánh được, rất nhanh liền lại tìm được Thái Ất Thiên Tôn tung tích, lập tức nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, Thái Ất Thiên Tôn cũng phát giác được lại bị hắn khóa chặt, trong lòng nghiêm nghị, nói, hồng đạo quân âm hồn bất tán, ta không thể đem hắn đưa đến thiên cảnh khư bên trong đi, nếu không những này đạo quân đại đạo quân liền sẽ chen chúc mà tới, khi đó ta tam giới đi vào bỉ ngạn đạo hiếu, đều sẽ gặp nạn. Thiên cảnh khư, nơi này ở nơi nào? Hứa ứng còn chưa tới kịp hỏi thăm, đột nhiên Thái Ất Thiên Tôn năm ngón tay giang rộng ra, hướng hắn đẩy đi, hứa ứng lập tức bị một đạo luân hồi hoàn cuốn lên, đạo hoàn này là không gian luân hồi, đem tầng tầng không gian cuốn lên, hướng xa xôi chi địa cắt tới. Vô lượng không gian tại trong luân hồi xoay tròn, tinh hệ tinh hà, chớp mắt mà qua, quả nhiên là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Như thế thần thông, chưa từng nghe thấy, Thái Ất Đạo Huynh tất nhiên đã chứng bất hủ, hứa ứng không khỏi tán thưởng, chiêu thần thông này tuyệt không phải viễn tổ, minh đạo đế tồn tại bực này có khả năng thi triển đi ra, bình thường đại đạo đẳng thân bất hủ chân vương cũng không thể thi triển đến như vậy hài lòng như ý. Thái ất thiên tôn thực lực, đặt ở đạo kỳ thiên bất hủ bên trong, chỉ sợ cũng có thể chiếm được một cái đạo quân xưng hào. Không biết bọn hắn tiến vào bỉ ngạn đằng sau, là như thế nào còn sống sót, lại là làm sao luyện đến cái này một thân bản lĩnh. Hứa ứng thầm nghĩ, đúng lúc này luân hồi hoàn đột nhiên dừng lại, như vậy nổ tung, hẳn là hồng đạo quân đã đuổi kịp thái ất thiên tôn thái ất thiên tôn không cách nào gắn bó lực lượng của mình đành phải đem hứa ứng nhét vào nơi đây hứa ứng bốn phía nhìn lại nhưng gặp nơi này trên không chạm trời dưới không chạm đất ở vào một mảnh tinh không mịt mờ bên trong thậm chí nhìn không thấy bỉ ngạn đại lục cùng đạo kỳ thiên đến cùng ở nơi nào thái ất đạo huynh pháp lực thực sự cao thâm mà chắc hắn trước kia đi là đạo thụ hệ thống tu luyện đại la đạo quả chứng được diệu cảnh chẳng lẽ nói bọn hắn đã tìm tòi đến diệu cảnh đằng sau con đường rồi. Hay là nói bọn hắn đi là bị ngạn hệ thống tu hành. Bất quá, tu luyện tới diệu cảnh hoặc là trí tôn cảnh, đạo cảnh bát trọng đằng sau, phía sau cảnh giới liền đều là bất hủ cảnh, đại đạo chủ cảnh. Hoặc là cũng có thể gọi là đạo cảnh cửu trọng, đạo cảnh thập trọng. Thái ất đạo huynh dùng thời không luân hồi đem ta đưa đến nơi này, ta liền thuận phương hướng này, tiếp tục tiến lên, hẳn là liền có thể đến thiên cảnh khư. Hứa ứng bay về phía trước chỉ mà đi, thầm nghĩ, thiên cảnh hư hẳn là một cái tên là thiên cảnh địa phương phế tích, di tích. Thất ra là như thế dạy bảo, hẳn không có sai. Như vậy phi hành, hơn 10 ngày cũng chưa từng nhìn thấy thiên cảnh hư đến cùng ở nơi nào, thậm chí ngay cả một viên phát sáng tinh thần đều chưa từng nhìn thấy. Hứa ứng trong lòng không khỏi bối rối lên, trước mắt là thuần túy hư không, nếu như chính mình vĩnh viễn cũng không bay ra được đâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong hư không không có không gian nói chuyện nhưng ta có thể ở đây phi hành, có thể thấy được hay là tại trong tinh không, chỉ là nơi này tinh thần quá ít, đến mức nhìn lên giống như là hư không. Hắn nghĩ tới Thái Ất Thiên Tôn không gian luân hồi, trong lòng khẽ nhúc nhích, ta cũng học qua luân hồi đại đạo, mặc dù không có đạt được chân truyền, nhưng vận dụng không gian luân hồi thần thông, có lẽ còn là có thể làm được. Hứa ứng thôi động luân hồi động nguyên, cẩn thận cảm ngộ luân hồi đại đạo, hồi ức Thái Ất Thiên Tôn thi triển luân hồi thần thông tình hình. Qua thật lâu, đột nhiên một đạo không gian luân hồi hình thành, xa xa không gian bị cuốn lên, rơi vào dưới chân của hắn. Hứa ứng cất bước tiến lên, bước chân tần suất không nhanh, nhưng tốc độ lại là tăng lên rất nhiều. chương 1293, như vậy ở trong tinh không hành tẩu 7 ngày, phía trước đột nhiên có u ám ánh sáng đập vào mi mắt, hứa ứng đón ánh sáng đi thẳng về phía trước, không bao lâu liền gặp ánh sáng kia phạm vi càng lúc càng lớn, một mảnh khác bị ngạn đập vào mi mắt. Lúc trước hắn thấy bị ngạn, là linh khí rồi rào, đạo lực hưng thịnh, tiên sơn phúc địa, đại đạo chi cảnh, khắp nơi có thể thấy được, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ hiểm ác chi địa. Nhưng mà ánh vào hắn tầm mắt mảnh này bị ngạn, lại là khói đặc cuồn cuộn, lờ mờ bao phủ đại địa, chỉ có núi lửa quang mang chiếu sáng một phương. Nơi này khắp nơi đều là hiểm ác chi địa, hứa ứng càng là tiếp cận, càng là không cảm ứng được bất luận cái gì linh khí đạo lực, chỉ cảm thấy địa phương này âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì một chỗ phúc địa có thể đặt chân. Hắn còn có thể nhìn thấy có nhiều chỗ quỷ hỏa trôi tới trôi lui, có thể mơ hồ nhìn thấy hài cốt to lớn phủ phục tại sông núi ở giữa. Chẳng lẽ nơi này chính là thiên cảnh khư, hứa ứng khóe mắt nhảy lên một chút, rất muốn trở về trở về. Hai cái bỉ ngạn, tranh lệch thực sự quá lớn, không thể so sánh nổi. Bất quá, giống như năm đó ta lần thứ nhất phi thăng bỉ ngạn lúc, Phật tổ cùng chư Phật, giống như chính là tại ngọn núi kia tiếp dẫn ta, đem ta đưa về tam giới. Hứa ứng càng ngày càng gần, nhìn về phía trong đó một ngọn núi lửa hậu phương sơn nhạc xu thế, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Từ xa nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái so dãy núi còn muốn khổng lồ giấu bàn tay. Hứa Ứng phi thân tiến đến, còn chưa tiếp cận, bỗng nhiên một chiếc lâu thuyền từ hắn hậu phương lái tới. Hứa Ứng nhưng người tránh né, chỉ gặp lâu thuyền kia không biết là gỗ gì chỗ tạo, chạy ở trên không không một vật trong tinh không, lại có một đạo tinh hà xuất hiện dưới thuyền, hướng chảy phương xa. Hứa Ứng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hướng trên thuyền nhìn lại, chỉ gặp trên thuyền có thật nhiều bỉ ngạn tu sĩ mỗi một cái đều là thánh tộc bộ dáng chỉ bất quá hứa ứng bây giờ đã biết chân chính thánh tộc số lượng không nhiều kỳ thật đại bộ phận đều là vũ trụ khác người táng hóa sau biến thành thánh tộc bộ dáng trên thuyền những tu sĩ kia nhìn thấy hứa ứng cũng là cực kỳ kinh ngạc ngươi là người phương nào một tôn bất hủ chân vương đẩy ra lầu các, ở trên cao nhìn xuống quát hỏi hứa ứng liền vội vàng khom người nói đệ tử là thái nhất đại đạo quân đệ tử cái kia bất hủ chân vương có chút kinh ngạc nói nếu là đại đạo quân đệ tử như vậy đến trên thuyền đến a thiên cảnh khư cực kỳ hung hiểm người một người đệ tử liền muốn sông nơi này thật sự là cả gan làm loạn hứa ứng cảm ơn bay người lên thuyền trên thuyền cũng có một nhóm tuổi trẻ cao thủ riêng phần mình khí thức đều cực kỳ bất phàm hiển nhiên lai lịch không thể coi thường những người này nghe nói hắn là thái nhất đại đạo quân đệ tử từng cái quăng tới thân mật ánh mắt trên lầu các vị kia bất hủ cảnh tồn tại quay đầu hướng trong lầu các cười nói chắc lão đệ xem ra ngươi sư tôn phái ngươi đến thiên cảnh khư vẫn là có chút không yên lòng đâu lại phái tới ngươi một vị khác sư huynh đệ uy ngươi tên là gì hứa ứng trong lòng máy động có một loại cảm giác lên phải thuyền giặc nhắm mắt nói tại hạ hứa lúc này trong lầu các truyền đến một thanh âm khác thản nhiên nói hắn gọi hứa ứng là sư tôn ta đệ tử mới thu hứa ứng kiên trì ngửa đầu nhìn lại chỉ gặp một vị dị nhân thiếu niên đi ra lầu các xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn thiếu niên này đúng là hắn tại hạo thiên đế nơi ngộ đạo bên trong gặp phải cái kia tu luyện thái nhất đại đạo cao thủ, chắc đạo thuần. Hứa ứng nhướng nhướng mày, chắc đạo thuần lấy một địch bốn, đồng thời đối kháng hắn, ngộ không đạo nhân, thạch thiên dưỡng cùng chu tiên tàn kiếm, không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hứa ứng ba người hợp lực tế lên chuông lớn, lấy chuông lớn mặt ngoài nhăn nheo hoa văn đến oanh kích hắn, cũng vẫn như cũ bị hắn ngăn lại. Người này thực lực thực sự cao tuyệt, chỉ là hắn vì sao giúp ta che lấp, hứa ứng có chút không hiểu, mà lại, hắn làm sao biết ta gọi hứa ứng. Trác đạo thuần nghênh tiếp ánh mắt của hắn, khẽ vuốt cầm ra hiệu, lộ ra vẻ tươi cười. Tôn kia bất hủ chân vương quan sát xuống tới, nói hứa ứng. Chờ một chút cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Ẩn nguyên tử đệ tử, có phải hay không bị một cái gọi hứa ứng đánh chết? Trác lão đệ, khi đó thiên tiên giới long tộc hướng ẩn nguyên tử cầu cứu, náo ra không nhỏ chiến trận. Về sau ta còn nghe nói, cái kia gọi Hứa Ứng dùng một ngụm tàn kiếm, tại Thiên Tiên giới thu hoạch bên trong, giết không ít bất hủ đạo thân. Ánh mắt của hắn rơi ở trên thân Hứa Ứng, quan sát Hứa Ứng biểu tình biến hóa. Hứa Ứng khí định thần nhàn, nội tâm thì bối rối vạn phần. Trác Đạo Thuần cười nói, Hứa Ứng kia, cùng ta sư đệ Hứa Ứng không quan hệ. Đạo Cực sư thúc nếu không tin, có thể đi trở về hỏi ta sư tôn. Cái kia Đạo Cực chân vương cười ha ha nói, ta làm sao lại không tin? ta lúc đầu cũng tham gia thiên tiên giới thu hoạch, chỉ là không có cùng hứa ứng kia đối mặt qua. Bởi vậy có chút hiếu kỳ, nhiều lời đầy miệng, chắc lão đệ không nên trách tội. Sao dám, đợi cho chiếc lâu thuyền này lái vào thiên cảnh khư, chắc đạo thuần đi vào bong thuyền, hứa ứng tiến lên, cảm ơn nói, đa tạ chắc đạo hữu vì ta giảng hòa. Chắc đạo thuần cười nhạt một tiếng, nói ta cũng chỉ là không muốn người bại lộ ta đi qua cấm khu sự tình mà thôi. Huống chi, người vốn là sư đệ ta, hứa ứng ngơ ngẩn, Trác đạo thuần mắt nhìn phía trước, nói, sư tôn đã cáo chi chúng ta những đệ tử này, sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Hắn ngôn xuất pháp vì, nhất định sẽ thực hiện, hứa ứng nhướng nhướng mày, giống như cười mà không phải cười nói, nói cách khác, bây giờ ta cũng là thái nhất môn sinh. Trác đạo thuần ánh mắt lấp lóe, tam giới khách đến thăm, tại bỉ ngạn cái nào không phải thanh danh vang dội. Trước có thông thiên đạo nhân, bên trong có hạo dập đại đạo quân, lại có hư hoàng, Phật tổ các loại bất hủ cường giả, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm làm thái nhất môn sinh? Ngươi liền không có nghĩ qua phản kháng? Không có, hứa ứng quả quyết nói, ta đến bỉ ngạn là đi cầu học, học tập bỉ ngạn đạo Pháp, không phải tới làm phản tặc. Ta phản kháng cái gì? Có thái nhất đại đạo quân đệ tử thân phận, ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Trác đạo thuần trong mắt tinh quang thu liếm, hứa ứng hiên ngang lẫm liệt, nói, người nói thông thiên, hạo dập, hư hoàng, đều là một thân phản cốt, mà ta hứa ứng hứa mỗ, một thân thiết cốt tranh tranh, trung can nghĩa đảm. Ta lần này đến, chính là muốn đại nghĩa diệt thân. Trác Đạo Thuần nói, người đã đến đằng sau, ta nghe nói cửu tuyển chân vương chết tại hạo dập trong cấm khu. Hứa ứng kinh ngạc nói, lại có việc này. Trác Đạo Thuần trên dưới giò xét hắn, ngành tiếp hứa ứng con mắt thanh tịnh, hồn nhiên nhìn không ra bất luận cái gì giả mạo thành phần. Lấy người bây giờ biểu hiện, tại xưa tôn ta trước mặt, có thể vượt qua một kiếp, không đến mức bị một trưởng vỗ chết. Trác Đạo Thuần dừng một chút, nói, lần này, sư tôn sẽ đến thiên cảnh khư. chương 1294, Đại đạo giao động. Thái nhất đại đạo quân cũng tới thiên cảnh khư, hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, có chút phát sầu, vị này đại đạo quân đi vào thiên cảnh khư cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vì hư hoàng, thái ất bọn người mà đến? Sư tôn đến thiên cảnh khư làm cái gì? Hứa ứng dò hỏi, hắn câu này sư tôn nói không gì sánh được thành thạo, phảng phất sớm đã là thái nhất đại đạo quân đệ tử, để chắc đạo thuần cũng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Chẳng lẽ người này sớm đã là sư đệ của mình, chỉ là chính mình một mực chưa từng gặp qua. Sư Tôn đến thiên cảnh Khư Tự có đạo lý riêng, không phải chúng ta những đệ tử này có khả năng hỏi đến. Trác Đạo Thuần rất nhanh liền khôi phục đạo tâm, nói, từ khi xuất hiện Hạo Dập một chuyện về sau, Sư Tôn liền rất ít đối với đệ tử nói lời trong lòng, chân truyền cũng rất ít truyền. Sư đệ, có một số việc không nên đánh nghe cũng đừng có nghe ngóng, có thể sống được lâu một chút. Hứa ứng xưng phải trong lòng âm thầm buồn bực, nếu là đối phó hư hoàng, thái ất những giặc cỏ này, chúng ta những đệ tử này khẳng định chưa có xếp hạng công dụng, những bất hủ kia đến đây là được. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác để cho chúng ta những đệ tử này đến đây, xem ra thái nhất đại đạo quân mục tiêu của bọn hắn, không phải hư hoàng bọn hắn. Đạo cực chân vương cẩn thận từng ly từng tí khống chế lâu thuyền, lái vào thiên cảnh khư, từ thiên cảnh khư trên không dọc theo một đầu quanh co con đường tiến lên. Hứa ứng hiện trạng, trong lòng hồ nghi, thiên cảnh khư bên trong đến cùng có cái gì, vì sao bọn hắn đến chỗ này cũng cực kỳ cẩn thận. Đạo cực chân vương đâu chỉ cẩn thận, thậm chí có một loại không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước cảm giác. Vị sư huynh này, thiên cảnh khư là địa phương nào? Hứa ứng hỏi thăm cùng thuyền một vị tu sĩ, tu sĩ kia thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không dám xưng sư huynh. Ta nghe ta sư tôn nói, thiên cảnh khư là đại đạo triều tịch lúc mắc cạn đến bỉ ngạn một cái thần bí chi địa, thường xuyên có bất phàm bảo vật xuất thế, thậm chí còn có thể tìm được một chút cao minh đến cực điểm công pháp. Hứa ứng nao nao, đại đạo triều tịch, triều tịch mắc cạn, có bảo vật cùng công pháp xuất thế, trải qua hắn kiểu nói này, thiên cảnh khư càng thêm thần bí. Sư huynh, cái gì gọi là đại đạo triều tịch, hứa ứng khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi, tu sĩ kia vội vàng nói, không dám xưng sư huynh, thật không dám. Hứa sư huynh nếu là không để ý, gọi ta cù sư đệ là được. Ta họ cù, tên vệ, là thanh lam đạo quân đệ tử. Đại đạo triều tịch là một cái truyền thuyết xa xưa, tương truyền trong hỗn độn hải tất cả vũ trụ, đều nương theo lấy hỗn độn hải dao động mà sinh ra đại đạo dao động hiện tượng. Mọi người xưng loại hiện tượng này là đại đạo triều tịch. Đại đạo dao động, hứa ứng càng hiếu kỳ, cái gì gọi là đại đạo dao động? Đại đạo như thế nào dao động? Cù Vệ đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm, bên cạnh một vị nữ đệ tử nói, đại đạo dao động chính là hỗn độn hải thủy triều lên lúc, từng cái trong vũ trụ thiên địa đại đạo trở nên dị thường hoạt bát đại đạo càng ngày càng cường đại, tu sĩ thực lực tu vi càng ngày càng mạnh, thần thông uy lực cũng càng lúc càng lớn. Mà hỗn độn hải thủy chiều xuống lúc, thiên địa đại đạo hòa tính liền sẽ càng ngày càng thấp, đạo pháp thần thông uy lực cũng sẽ càng ngày càng thấp, thậm chí xuất hiện chư thiên vô đạo, đại đạo tàn lụi suy vong hiện tượng. Hứa ứng ngây người, trong hỗn độn hải thế mà còn có loại này kỳ diệu hiện tượng. Triều tịch đến điểm thấp nhất đằng sau vạn đạo câu diệt, chư thiên vô đạo, tất cả mọi người thành phàm phu tục tử. Đợi cho hỗn độn hải thủy triều lên lúc, đại đạo khôi phục, thần thông liền theo sát mà tới. Như vậy một lần giao động, liền gọi đại đạo triều tịch. Nữ đệ tử kia nói, bất quá, đại đạo giao động nương theo lấy hỗn độn hải giao động, dạng này một lần giao động khoảng cách thời gian, khoảng cách thực sự dài rằng dặc thường thường lấy ước năm tính toán. Chúng ta không cần lo lắng những chuyện này, chúng ta bị ngạn cách đại đạo giao động còn rất xa. Hứa ứng cười ha ha nói, cũng thế, đại đạo giao động thời gian khoảng cách dài như vậy, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy đến phiên chúng ta. Bốn phía tu sĩ đều là đến từ mặt khác cánh cửa bất hủ dưới, nghe vậy cũng nhao nhao cười ra tiếng, phụ họa không thôi. Cù vệ tiếp tục nói, về phần triều tích mắc cạn, nói đúng là tại đại đạo giao động trên đường, hỗn độn hải sẽ đẩy một chút trong biển đồ vật đến trên bờ đi, đẩy lên bờ đồ vật, liền gọi triều tích mắc cạn. Hứa ứng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói thiên cảnh khư, chính là một cái trong hỗn độn hải sông lên bị ngạn sản phẩm. Đúng hay không, đám người nhao nhao xưng là, lúc này, đạo cực chân vương thanh âm truyền đến, các ngươi hiểu như vậy, có lẽ không đúng. Hứa ứng nhìn lại, đạo cực chân vương cất bước đi xuống lầu các, đi vào đầu thuyền, nhìn về phía u ám không rõ thiên cảnh khư chỗ sâu, nói thiên cảnh khư kỳ thật so bỉ ngạn sớm hơn, càng thêm cổ lão. Đám người nghe vậy, riêng phần mình ngơ ngẩn, đạo cực chân vương nói thiên cảnh khư vì sao lấy tên gọi thiên cảnh. Đó là bởi vì sớm tại bỉ ngạn sinh ra mới bắt đầu, thiên cảnh khư cũng đã tồn tại. Khi đó Bỉ Ngạn cùng Thiên Cảnh Khư còn nối liền cùng một chỗ, cách xa nhau không có xa như vậy. Mọi người không biết nên tu luyện như thế nào, bọn hắn ở trong Thiên Cảnh Khư phát hiện Pháp môn tu luyện, lúc này mới đi đến con đường tu luyện, đồng thời cuối cùng thành lập Bỉ Ngạn. Hứa ứng thất thanh nói, Bỉ Ngạn đạo Pháp, khởi nguyên từ Thiên Cảnh Khư. Hắn đột nhiên nghĩ đến hư hoàng đại đạo quân đưa đến địa tiên giới khối kia Thúy Nham, Thúy Nham bên trên công Pháp gọi là hốn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh hư hoàng đại đạo quân từ nơi nào lấy được cao cấp như vậy công pháp một mực là hoang mang hứa ứng một vấn đề hiện tại xem ra hư hoàng đại đạo quân nhưng thật ra là tại thiên cảnh khư tìm được một khối có khắc tịch kiếp kinh thúy nham trên thuyền rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi kinh ngạc bọn hắn vốn cho là bị ngạn đạo pháp cường hoành như vậy là bởi vì các vị bất hủ kỳ tài ngút trời không nghĩ tới cũng có được truyền thừa đạo cực chân vương nói lý cơ cấu chính là đến từ thiên cảnh khư loại này đại đạo cơ cấu cực kỳ lợi hại là giữa vũ trụ cường đại nhất cơ cấu, chưa gặp được địch thủ. Hắn nói đến đây, bất giác mang theo vài phần kiêu ngạo. Bất quá, vừa mới các ngươi có một chút nói sai, hỗn độn hải từng cái vũ trụ đại đạo dao động, cũng không phải là đồng thời phát sinh, mỗi cái vũ trụ đều có nó riêng phần mình đại đạo dao động. Đạo cực chân vương nói, có đôi khi, người vũ trụ phát sinh đạo chứng hiện tượng, một vũ trụ khác lại có khả năng phát sinh đạo tiêu hiện tượng. Vũ trụ này phát sinh đạo tiêu, có khả năng bên cạnh vũ trụ bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Đại đạo dao động không giống hỗn độn hải thủy triều lên thủy triều xuống, mà giống như là từng cái vũ trụ nội bộ thủy triều lên thủy triều xuống. Chúng ta gần đây quan sát đại thiên vũ trụ, phát hiện trong đó có hai tòa vũ trụ đã phát sinh thủy triều xuống hiện tượng, hiển nhiên đại đạo dao động cùng hỗn độn hải dao động không quan hệ. Giải thích của hắn muốn so những người khác cao minh rất nhiều, hiển nhiên Bỉ Ngạn Bất Hủ cũng đang nghiên cứu loại hiện tượng này. Vũ trụ nội bộ đại đạo dao động Hứa ứng suy tư một lát, nói, đạo cực sư thúc, đại đạo giao động nếu không phải hỗn độn hải giao động tạo thành, như vậy tạo thành đại đạo giao động nguyên nhân là cái gì? Đạo cực chân vương suy đoán nói, rất có thể là kiếp vận tạo thành. Khác biệt vũ trụ, có khác biệt kiếp vận, kiếp vận áp chế xuống, đại đạo phát sinh giao động hiện tượng. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, không làm được chuẩn. Hứa ứng lại hỏi, hỗn độn hải giao động, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Đạo cực chân vương cười nói, hỗn độn hải dao động chỉ là đối với đại đạo dao động suy đoán, cho đến nay, chúng ta còn chưa phát hiện hỗn độn hải dao động hiện tượng. Hứa ứng không hiểu, nói thế nhưng là, không có hỗn độn hải dao động, tại sao lại xuất hiện thiên cảnh khư mắc cạn? Đạo cực chân vương cười ha ha, nói, là ta bị ngạn mắc cạn trên thiên cảnh khư, không phải thiên cảnh khư mắc cạn tại bị ngạn bên trên. Có lẽ, căn bản không tồn tại cái gọi là chiều tịch mắc cạn. Bị ngạn cùng thiên cảnh khư ở giữa, chỉ là một lần trùng hợp thôi đám người nhao nhao gật đầu, chương 1295, hứa ứng nhưng trong lòng buồn bực, vô luận bỉ ngạn mắc cạn trên thiên cảnh khư, hay là thiên cảnh khư mắc cạn tại bỉ ngạn bên trên, đều là mắc cạn, chẳng phải là điều thuyết minh hoàn toàn chính xác có hỗn độn hải triều tịch. Chỉ là, hắn cũng là mới đến, hiểu rõ đồ vật không nhiều, cũng không biết phán đoán của mình là đúng hay sai. Lâu thuyền nhẹ nhàng dừng lại, chậm rãi hạ xuống, hứa ứng nhìn xuống dưới, chỉ gặp vài tòa cổ lão không gì sánh được tiên điện bồng bình ở phía dưới sơn nhạc ở giữa, cực kỳ cổ lão, phía trên khắc dấu lấy dạng nhánh cây lý văn. Dưới lâu thuyền rơi xuống một tòa tiên điện phía trước, hứa ứng từ trên thuyền xuống tới đã thấy một tên tráng hán giả ngã ngồi tại tiên điện trước, râu quai nón gần khu, nửa thân trần lấy thân trên, trừng to mắt, nhìn chằm chằm u ám không rõ thiên cảnh khư chỗ sâu, nửa ngày con mắt không nháy mắt một chút. Hứa ứng ánh mắt rơi vào trên người hắn, chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, đợi nhìn thấy tiền điện hậu phương sơn nhạc ở giữa một thanh to lớn đầu chùy nghiêng nghiêng cắm vào hư không đầu chùy so ngọn núi còn muốn to lớn hắn tâm thần không khỏi đại chấn ta lần thứ nhất phi thăng bị ngạn lúc nhìn thấy cái kia vung lên cự chùy đánh tới hướng phật tổ bị ngạn cự nhân chính là hắn cái kia dâu quai nón gần khu tráng hán nguy ngồi bất động đối bọn hắn làm như không thấy Vô thần đạo quân chúng ta phụng thái nhất đại đạo quân chi mệnh tới nơi đây lịch luyện đạo cực chân vương hướng tráng hán kia chào nói mong rằng tạo thuận lợi. Nếu là gặp được nguy hiểm, còn xin đạo huynh tương trợ. Vu thần đạo quân cũng không lên tiếng. Đạo cực chân vương hướng mọi người nói, ta đã cùng vu thần đạo quân bắt chuyện qua, các ngươi có thể xuống dưới tầm bảo. Hắn lời này để tất cả mọi người có chút trần chờ. Vu thần đạo quân hiển nhiên không nói lời nào, cũng coi như bắt chuyện qua. Đạo cực chân vương cười nói, các ngươi yên tâm, còn có ta ở đây tỏa chấn. Các ngươi nhưng nếu gặp được nguy hiểm, ta cùng vu thần đạo quân tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, bảo đảm các ngươi bình an. Đột nhiên, Trác đạo thuần nhìn về phía mặt khác ba tòa tiên điện, nhướng nhướng mày, nói chân vương, còn có mặt khác đại đạo quân, cũng phái người đến chỗ này. Đạo cực chân vương hướng cái kia ba tòa tiên điện nhìn lại, cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Chỉ gặp cái kia ba tòa tiên điện trước cũng riêng phần mình thả neo một chiếc lâu thuyền, chỉ là trên thuyền đã không có người. Xem ra mặt khác ba vị đại đạo quân, cũng đối thiên cảnh khư nhớ mãi không quên bọn hắn đã trước chúng ta một bước, phái người đến đây. Đạo cực chân vương nhướng nhướng mày, cười nói, chư vị, chúng ta cũng phải nắm chặt mới là. Hứa ưng ánh mắt chấp động, nơi này bốn tòa tiên điện, hẳn là đối ứng bỉ ngạn bốn vị đại đạo quân, mặt khác ba vị đại đạo quân cũng phái người đến đây, cái này đáng giá nghiền ngẫm. Chân vương, mặt khác ba vị đại đạo quân cũng phái người đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Hứa ứng dò hỏi, nghe được thanh âm của hắn, vu thần đạo quân đột nhiên ánh mắt như điện, hướng hắn nhìn tới. Hứa ứng trong lòng máy động, Phật tổ tiến ta về tam giới lúc, không biết phu thần đạo quân phải chăng phát hiện ta ở trong phi thăng hào quang kia. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như bị bỉ ngạn rất nhiều người nhận ra, mà lại đều là cự đầu. Phu thần đạo quân nói, người có chút quen thuộc, hứa ứng cười nói, ta nhất định mọc ra một tấm mặt đại chúng, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy ta, đều nói đã từng thấy qua ta. Phu thần đạo quân không nhìn hắn nữa, tiếp tục xem hướng thiên cảnh khư đạo cực chân vương cười nói thái nhất đại đạo quân có thể phái người đến đây mặt khác ba vị đại đạo quân tự nhiên cũng có thể phái người đến đây trong này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ngươi không cần đoán mò nhanh lên đi thôi đám người nhao nhao bay ra tiên điện hướng phía dưới bay đi đạo cực chân vương ánh mắt rơi trên người hứa ứng cười tủm tìm nói hứa lão đệ ngươi là đại đạo quân đệ tử đại đạo quân ngay cả ngươi cũng chưa từng nói cho còn có thể nói cho ta biết nhanh một chút đi đi hứa ứng bất đắc dĩ đành phải phi thân mà đi, thầm nghĩ, bị ngạn bốn vị đại đạo quân đều phái người đến đây, mà lại thái nhất đại đạo quân còn muốn tự mình giáng lâm, như vậy thiên cảnh khư chuyện phát sinh nhất định không thể coi thường. Nói không chừng, mặt khác ba vị đại đạo quân cũng sẽ tự mình giáng lâm. Nơi này tuyệt không phải đất lành, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hay là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Tiên điện trước, vu thần đạo quân đột nhiên nói, ta nhớ được hắn. Ngày đó tại Thiên Tiên giới thu hoạch, lúc tay hắn cầm Thông Thiên Đạo Nhân khí tức lợi kiếm, đâm xuyên mi tâm của ta. Đạo Cực Chân Vương cười nói, đích thật là hắn, ta mượn Long tộc nguyên thần giáng lâm, ngay tại bốn phía thu hoạch lúc, bị hắn một kiếm chém giết, không thể lại toàn công. Vô Thần Đạo Quân nói, hắn lại dám đi vào bỉ ngạn, còn tưởng rằng chúng ta không có nhận ra hắn. Đạo Cực Chân Vương nhịn không được cười nói, Thiên Tiên giới thu hoạch, hắn giết mấy trăm vị bất hủ nguyên thần hóa thân thế mà còn ngây thơ cho là chúng ta không nhận ra hắn đến, thật sự là buồn cười. Vô thần đạo quân ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi vì sao không có giết hắn. Đạo cực chân vương bất đắc dĩ nói, thái nhất đại đạo quân muốn thu hắn làm đồ đệ, ta sao dám giết hắn. Vô thần đạo quân vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, đại đạo quân hoa mắt gù tai. Đạo cực chân vương cười nói, có năng lực, người ngay ở trước mặt mặt của hắn nói. Vô thần đạo quân nói, đại đạo quân cả đời này nếm qua hai lần thua thiệt, đều là thua ở tam giới người trong tay chỉ mong lần này không cần cắm lần thứ ba nếu như cắm lần thứ ba còn không bằng đem đại đạo quân xưng hào nhường lại để ta làm đại đạo quân đạo cực chân vương gặp hắn càng nói càng rõ ràng vội vàng nói đạo huynh người những ngày này phải chăng có phát hiện vu thần đạo quân nói có thiên cảnh khư bên trong có một ít đồ vật tải cho tàn lại cháy còn có đến từ tam giới đạo tặc ý đồ cùng những vật này cấu kết đạo cực chân vương sắc mặt ngưng trọng nói cho tàn lại cháy làm sao có thể năm đó chúng ta ra tay rất sạch sẽ chẳng lẽ là đại đạo triều tịch thật tới hắn nhìn về phía nơi xa lẩm bẩm nói lần này là thủy triều lên hay là thủy triều xuống hứa ứng rơi xuống đất không có tiếp tục hướng phía trước bay đi mà là dự định trở về rút lui thầm nghĩ thái ất thiên tôn khẳng định sẽ đi vào thiên cảnh khư tìm ta ta không cần đi theo trác đạo thuần bọn hắn hay là trước cùng Thái Ất Thiên Tôn những phản tạc này chạm mặt tương đối tốt. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên nhìn thấy một khối màu xanh biếc bia đá. Hứa ứng ngừng lại bước chân, quỷ thần xui khiến hướng tấm bia đá kia đi đến. Hắn còn chưa đi vào màu xanh biếc trước tấm bia đá, đột nhiên dưới chân rầm rầm rung động, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mình dẫm lên mấy cỗ bạch cốt. Hứa ứng lui ra phía sau một bước, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp vô số bạch cốt vây quanh màu xanh biếc bia đá trồng chất, số lượng nhiều, khiến cho người ra đầu run lên. Hắn ngồi sổ người xuống, chỉ gặp có chút hài cốt trên xương đầu, có cắt gọt qua vết tích. Hứa ứng ngửa đầu nhìn về phía phía trước bia đá, thấp giọng nói, những người này khi còn sống, bị người lột ra đầu. chương 1296, Đại đạo khôi phục. Bị ngạn tu sĩ đối với cắt ra đầu hình như có chấp nghiệp, chiến thắng cường đại mà khả kính đối thủ, liền muốn cắt đi đối phương ra đầu lấy đó kinh ý. Hứa ứng dò xét những hài cốt này, thầm nghĩ những hài cốt này là thế nào tới những hài cốt này nhìn không giống như là cường đại khả kính đối thủ hắn ngồi xổm người xuống xem xét khẽ nhíu mày thi cốt số lượng nhiều lắm cơ hồ mỗi một bộ trên thi cốt đều có trí mạng thương xuyên thủng đầu lâu xương sườn các loại chỗ hẳn là pháp bảo xuyên thấu tạo thành tổn thương trừ cái đó ra còn có thể nhìn thấy độn khí tổn thương hẳn là truy dìu các loại hạng nặng pháp bảo tạo thành tổn thương hứa ứng dần dần xem xét chân mày nhíu chặt hơn hắn phát hiện những hài cốt này không chỉ có người trưởng thành, còn có lão nhân cùng hài đồng. Những hài cốt này xương đầu chỗ, cũng có cắt chém dấu vết lưu lại. Bọn hắn cũng bị cắt tới ra đầu. Sau một lúc lâu, hứa ứng đứng dậy, đi vào màu xanh biếc bia đá dưới. Đây là một khối thúy nham điêu khắc thành bia đá, trên tấm bia văn tự là Lý Văn, sáng tác chính là một môn công pháp, hắn tinh tế nghiên cứu, không khỏi động dung. Trên tấm bia đá này khắc lục chính là một môn đại đạo cửu trọng huyền công, lấy thai âm đại đạo thành đạo cơ, tu luyện đại đạo đẳng thân. Bất quá bia đá cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tu luyện tới đệ bát trọng công pháp, để cửu trọng công pháp bị người dùng lợi khí gọt đi. Nhưng dù vậy, cũng so bị ngạn truyền cho thiên tiên giới công pháp hoàn chỉnh rất nhiều lần. Hứa ứng dò xét trên tấm bia đá vết cắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, như thế lợi khí, có thể cùng chu tiên tản kiếm so sánh, cực kỳ sắc bén bá đạo. Nói cách khác, bị ngạn rất nhiều công pháp, đến từ thiên cảnh khư hứa ứng thẳng lên thân eo, nhìn về phía lờ mờ không rõ thiên cảnh khư, thầm nghĩ, thiên cảnh khư bên trong khẳng định còn có chút hoàn chỉnh công pháp, cũng không bị người gọt đi. Nếu là có thể tìm được một khối hai khối thúy nham, đạt được phía trên truyền thừa, chỉ sợ không thể so với hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh kém. Hắn hướng thiên cảnh khư biên tùy đi đến, hắn mặc dù đối với nơi này công pháp có chút động tâm, nhưng vẫn là dự định trước cùng thái ất thiên tôn tụ hợp. Lần này bốn vị đại đạo quân đồng thời xuất động, chỉ sợ mục đích là vì tìm kiếm đại đạo chủ công pháp. Lúc này, Trác đạo thuần thanh âm truyền đến, nói, bọn hắn nhân quả cực nặng, tùy tiện không dám đặt chân nơi này, e sợ cho dẫn động năm đó nhân quả, lọt vào báo ứng. Hứa ứng theo tiếng kêu nhìn lại, Trác đạo thuần đang đứng tại vừa rồi khối kia không trọn vẹn trước tấm bia đá, dò xét bia đá. Hứa ứng dừng bước lại, khó hiểu nói, đại đạo quân sẽ có gì nhân quả. Trác đạo thuần nhìn chăm chú lên dưới tấm bia đá hài cốt, buồn bã nói, vừa mới ở trên thuyền, đạo cực sư thúc chỉ nói đến thiên cảnh khư mắc cạn, nhưng không có giải thích vì sao thiên cảnh khư gọi là thiên cảnh. Hứa ứng ngơ ngẩn, hồi ức trên thuyền đối thoại, đạo cực chân vương nói lên thiên cảnh khư lai lịch lúc, hoàn toàn chính xác chỉ nói thiên cảnh khư đến từ triều tịch mắc cạn, mọi người ở nơi đó phát hiện lý văn truyền thừa, nhưng không có nói là gì gọi là thiên cảnh. Trác đạo thuần ánh mắt chấp động, nói có lẽ, năm đó triều tịch mắc cạn thời điểm, thiên cảnh khư còn không phải phế tích. Có lẽ thời đại kia, thiên cảnh khư đối với khi đó bị ngạn mọi người tới nói, tựa như là thiên cảnh đồng dạng mỹ hảo, tựa như là bị ngạn đồng dạng mê người. Về sau, thiên cảnh hủy diệt, mới biến thành khư. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, cười nói, chắc sư huynh giống như biết chút ít cái gì, không ngại nói thẳng. Chắc đạo thuần nói, ta sao dám chỉ trích tiên hiền. Bất quá từ những thi hài này từ trạng đến xem, cũng có thể đoán ra một chút tiền căn hậu quả. Hứa ứng khiêm tốn nói, dám thỉnh giáo. Trác đạo thuần chắp hai tay sau lưng, Ánh mắt rơi vào thúy nham trên tấm bia đá, nói: Chúng ta trước giả thiết không phải thiên cảnh mắc cạn tại bỉ ngạn bên trên, mà là bỉ ngạn mắc cạn trên thiên cảnh. Sao chính là thiên cảnh lúc này chính vào đại đạo triều tịch triều rơi giai đoạn, chư thiên vô đạo, thiên địa đại đạo yên lặng. Thiên cảnh tu sĩ phát hiện tu vi của mình không cách nào vận dụng, đại đạo cũng không có lực lượng, bọn hắn chỉ có phong phú học thức. Hứa ứng nhìn về phía dưới chân hắn hài cốt, nói: Mà khi đó bỉ ngạn hay là một chút man tộc bọn hắn vẫn chỉ là nắm giữ một chút thô thiển đạo Pháp. Trác đạo thuần gật đầu, nói khi bị ngạn mắc cạn lúc, bị ngạn man tộc phát hiện thiên cảnh, bọn hắn tiến vào thiên cảnh, phát hiện nơi này khắp nơi đều là khó có thể tưởng tượng tài phú, những người ở nơi này cũng có được phong phú học thức. Người thiên cảnh truyền thụ cho những này mọi dợ đạo Pháp của bọn họ, truyền thụ cho hắn bọn họ lý văn, thụ bọn hắn lấy văn minh. Hứa ứng đi lên phía trước, quan sát trên đất thi cốt, tiếp lời nói, nhưng là về sau có một ngày, tình huống thay đổi đám mọi dợ trở nên càng cường đại hơn, người thiên cảnh mặc dù là lão sư, nhưng bởi vì đại đạo thủy chiều xuống nguyên nhân, bọn hắn không có lực lượng. Trác đạo thuần nói, thế là một trận tàn sát bắt đầu, đám mọi dợ đại khai sát giới, giết chết ân nhân của bọn hắn, lão sư của bọn hắn. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, bọn hắn muốn triệt để diệt việt thiên cảnh ân nhân, thế là hạ đạt một hạng mệnh lệnh, phàm là cắt mất người thiên cảnh một khối ra đầu, liền có thể khen thưởng bảo vật hoặc là thần thông pháp môn tu luyện. Cứ thế mãi, cắt ra đầu liền thành một loại bỉ ngạn tập tục. Tại thiên tiên giới, long tộc cũng tập được tương tự phong tục. Minh mạn công chúa hơi một tí liền muốn cắt người ra đầu, nói là cầm tới bỉ ngạn có thể đổi công pháp. Có thể thấy được, bỉ ngạn đã đem cắt ra đầu trở thành một loại truyền thống. Trác đạo thuần nói, người thiên cảnh chỉ có đạo hạch, nhưng không có pháp lực, không cách nào vận dụng đạo pháp thần thông, ra đầu của bọn hắn bị cắt bỏ, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong. Đám mọi dợ đem bọn hắn xua đuổi đến có khắc bọn hắn công pháp trước tấm bia đá, đem những người này ra đầu cắt mất, để bọn hắn chết ở chỗ này. Hứa ứng nói, đã trải qua dài rằng giặc cắt ra đầu chiến tranh, người thiên cảnh từ từ chết hết, cuối cùng thiên cảnh cũng liền biến thành phế tích. Cho nên, nơi này mới có thể được gọi là thiên cảnh khư. Chỉ là như lời ngươi nói nhân quả, ta không phải rất rõ ràng. Trác Đạo Thuần nói, năm đó bọn hắn giết sạch người thiên cảnh lúc, thiên cảnh thiên địa đại đạo ở vào yên lặng trạng thái, đại đạo thủy chiều xuống. Mà bây giờ, đại đạo thủy chiều lên, thiên địa đại đạo khôi phục, bọn hắn đem những này tu luyện thiên cảnh đại đạo người chứng đạo người tu hành đồ sát không còn, đây chính là bọn họ thiếu thiên cảnh nhân quả. Nhân quả này, không phải giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền nhân quả, mà là vũ trụ cấp nhân quả. Trận này nhân quả, nhất định phải hoàn lại, nợ máu, đương nhiên là trả bằng máu hứa ứng nói làm sao người biết thiên cảnh khư thiên địa đại đạo khôi phục trác đạo thuần quay đầu hướng hắn trông lại hứa ứng đột nhiên phát giác được một cỗ xâm nhiên sát ý hướng mình vào tới trong lòng nhảy lên kịch liệt hai lần tùy thời chuẩn bị tế lên chuông lớn cùng chu tiên tàn kiếm trác đạo thuần tựa hồ cũng biết có chuông lớn tại chính mình liền không làm gì được hứa ứng quay người rời đi sau lưng của hắn truyền đến hứa ứng thanh âm nói trác sư huynh là lần đầu tiên tới nơi đây a à. chỉ dựa vào dấu vết để lại liên suy tính ra nhiều đồ như vậy chắc sư huynh tu hẳn là không phải thái nhất đại đạo mà là vận mệnh đại đạo hay là nói chắc sư huynh chính là người thiên cảnh chắc đạo thuần lại khó nhẫn nại đột nhiên quay người bay nhào mà đến hắn vừa ra tay vận dụng chính là nơi ngộ đạo bên trên thần thông nương theo lấy bàn tay của hắn vung ra một đạo trường hà đột nhiên xuất hiện vần quanh hắn quanh thân hướng hứa ứng phóng đi hứa ứng mục đích chính là kích hắn động thủ muốn xác minh một chút chính mình mấy năm này sở học cùng chắc Đạo Thuần còn có bao lớn tranh lệch. Đến hay lắm, hứa ứng thét dài một tiếng, thôi động võ cực chứng đạo, thể nội động nguyên lưu truyền, đồng dạng cũng là một đạo trường hà xuất hiện, cùng chắc Đạo Thuần trưởng lực va chạm tại một chỗ. Hai người riêng phần mình diễn hóa trường hà nhìn như do thủy chi đạo tạo thành, nhưng va chạm thời điểm, mặt khác hơn 10 chủng đại đạo đạo lực, nhưng từ trong trường hà bắn ra. Một đóa bọt nước chính là tinh thần vạn khỏa, một giọt nước chính là thời gian một khắc. Trường hà cuốn lên chính là luân hồi, chạy vội mang tới là sát phạt sóng lớn đánh ra chính là thái anh bọn hắn trưởng lực pha chạm hứa ứng lập tức cảm giác được pháp lực của đối phương hùng hồn trình độ hơn mình xa trên thần thông chính mình mặc dù kiêu ngạo nhưng trên tu vi hay là có tranh lệch không nhỏ hứa ứng lập tức phi thân lui lại chắc đạo thuần thân hình xoay tròn như là mũi tên rời cung hướng về phía trước bắn ra trong khoảnh khắc oanh ra không biết bao nhiêu đạo thần thông trong chốc lát liền hình thành một đạo thần thông thương khung hắn động sát tâm nguyên bản hắn chỉ là cùng hứa ứng chuyện phiếm, nhưng không nghĩ tới hứa ứng quá thông minh, ngắn ngủi mấy câu ở giữa, liền đoán được lai lịch của hắn, để hắn không thể không giết người diệt khẩu. Hứa ứng đang lùi lại trên đường, cũng từ thét dài không dứt, thôi động võ đạo cực ý, trong khoảnh khắc liền phảng phất có vô số cái hứa ứng xuất hiện tại thân bị, riêng phần mình thi triển ra một môn thần thông. Đồng dạng cũng là thần thông thương khung, chương 1297, hai người thần thông thương khung va chạm, trong lúc nhất thời liền phảng phất thiên cảnh khư bên trong dâng lên hai đoàn thái dương, nhưng so bình thường ánh nắng sáng tỏ ngàn vạn lần, cực kỳ chướng mắt. Oanh, thần thông uy năng bộc phát, quét sạch quét sạch bốn phía hết thảy, hình thành hai cỗ trùng điệp cùng một chỗ dòng lũ, cuồn cuộn mà đi, đem dãy núi đốt thành nham tương. Hứa ứng máu phun phè phè, không cần nghĩ ngợi tế lên chuông lớn, toàn lực thôi động chuông lớn uy năng, không chút nào thương tiếc chắc đạo thuần có thể là cái cuối cùng người thiên cảnh, liền trực tiếp đánh ra. Trác đạo thuần lại lần nữa thôi động thần thông thương khung, nghênh tiếp chuông lớn, lúc này không có ngộ không đạo nhân, thạch thiên dưỡng cùng chu tiên tàn kiếm trợ trận, Trác đạo thuần vậy mà đem chuông lớn uy lực ngăn lại. Song phương giết đỏ cả mắt, hứa ứng đi theo chuông lớn phía sau, chiêu thứ hai thần thông thương khung oanh ra. Trác đạo thuần liên tục sử xuất hai chiêu thần thông thương khung, pháp lực lập tức thấy đáy, không cách nào thi triển ra tương tự cường đại thần thông, đành phải đưa tay ngăn lại. Oa, hắn há miệng, phun máu phè phè, bay ngược mà đi hứa ứng liên tục sử xuất hai chiêu thần thông thương khung pháp lực cũng bị hao hết lập tức nhanh chân phi nước đại thẳng đến trác đạo thuần mà đi chuông lớn theo sát phía sau kêu lên tóc bạc tiểu tử hôm nay trung gia tiến ngươi về tây thiên a à ứng tế ta nhanh tế ta hứa ứng cũng không có dư lực đưa nó tế lên không phát huy được hắn huy năng chuông lớn đành phải chính mình tế lên chính mình ngoài chuông rất nhiều động nguyên hiển hiện riêng phần mình xoay tròn cùng hứa ứng lúc lên lúc xuống hướng trác đạo thuần công tới hai người một chuông ở trong thiên cảnh khư bên cạnh chiến vừa đi giết đến thiên băng điện liệt hứa ứng cuốn lấy trác đạo thuần cùng hắn đối bính thần thông mặc dù tu vi không bằng hắn hùng hậu nhưng bây giờ hai người đều không có còn lại bao nhiêu pháp lực bởi vậy hứa ứng có thể đem hắn cuốn lấy tay chủ công hay là trung gia chuông lớn trên dưới tung bay thân chuông chấn động những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hóa thành hỗn độn chi khí lực phá hoại cực mạnh trác đạo thuần rơi vào hạ phong trong lòng âm thầm hối hận, chẳng lẽ hôm nay ta liền muốn chết ở chỗ này. Đột nhiên, hứa ứng cười ha ha một tiếng, nắm lên mũi chuông thả người vọt lên, để chung ra tất sát nhất kích đánh vào không chung. Hứa ứng tay nâng chuông lớn, phiêu nhiên mà đi, thanh âm xa xa truyền đến, chắc sư huynh, lần này ta vẫn là không bằng ngươi. Lần sau, người ta lại đọ sức, lần sau, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chắc đạo thuần ngây người, chỉ gặp hứa ứng tay trái nâng chuông lớn, đi vào minh mông trong mở tối, không thấy tăm hơi hắn không giết ta, Trác đạo thuần nhướng nhướng mày, thấp giọng nói là lai lịch của hắn cùng ta một dạng, cũng không sạch sẽ. Hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ta, nhìn một chút cùng ta tranh lệch. Hắn tu luyện cũng là thái nhất đạo, thái nhất đạo sở trường lớn nhất chính là tốc độ khôi phục cực nhanh, không bao lâu, Trác đạo thuần liền khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ là trung gia lưu lại đạo thương vẫn còn ở đó. Loại đạo thương này, luyện hóa có chút khó khăn, nhưng cũng không thắng được ta, hứa ứng, đây là người cách ta gần nhất một lần. Người cùng ta tranh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trác đạo thuần đi vào trong hắc ám, thấp giọng nói, bởi vì, thiên cảnh đại đạo, đã bắt đầu khôi phục. Hứa ứng cùng Trác đạo thuần sau khi tách ra, tay nâng chung ra, hăng hái, sau một lúc lâu, hắn đi vào một ngọn núi, cứng tại trên đỉnh núi, qua thật lâu cũng không có động đậy một chút. Tiểu ứng, thế nào? Trung gia cũng hăng hái, dò hỏi. Hứa ứng gãi đầu một cái, nói Trung gia, người còn nhớ rõ lúc đến đường a chuông lớn trên vách chuông mọc ra hai con mắt đảo quanh loạn chuyển nói này chỗ nào nhận ra ta xem một chút trên người của ta lạc ấn đến cùng là cái gì đạo văn a ứng ta mù hứa ứng cùng trác đạo thuần một phen đại chiến không biết đi bao xa lúc này tỉnh táo lại sau liền phát hiện chính mình giống như lạc đường hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cũng tìm không thấy vu thần đạo quân tiên điện nơi này hoàn toàn chính là một chỗ địa phương xa lạ Trác Đạo Thuần là người thiên cảnh, nhất định biết thiên cảnh địa lý, ta trở về tìm hắn đưa ta ra ngoài, không tính mất mặt. Tính mất mặt, hứa ứng thở dài, chính mình đánh bại Trác Đạo Thuần, cười ha ha nắm chuông mà đi, cỡ nào thoải mái. Hiện tại xám xịt đi về hỏi đường, đem cái này thoải mái đặt ở nơi nào. Hay là đi về hỏi đường A, dù sao đi ra thiên cảnh, tìm tới thái ất thiên tôn cùng đám phản tặc tụ hợp, mới là chính sự. Hứa ứng đường cố trở về, nhưng không có tìm được Trác đạo thuần thân ảnh, không khỏi một mảnh bi thương sông lên đầu. Đây là nơi nào nha? Chuông lớn đằng không mà lên, nói ứng tử, ngươi lại ở chỗ này không muốn đi động, ta đi không chung nhìn một chút. Nó vừa mới bay lên không chung đột nhiên chỉ thấy thiên ngoại cũng có một ngụm chuông lớn bay tới, len keng một tiếng cùng nó đụng vào nhau. Chuông lớn rơi xuống, bị đâm đến chóng mặt, đột nhiên lại bay lên, hướng không chung bay đi, nói ứng tử, ngươi lại ở chỗ này không muốn đi động, ta đi không chung nhìn một chút. Keng, nó bay lên không chung, liền cùng một ngụm đột nhiên xuất hiện chuông lớn đụng vào nhau, lại lần nữa len keng rơi xuống. Chuông lớn hỗn loạn, hướng hứa ứng nói, ứng tử, người lại ở chỗ này. Hứa ứng ngừng nó, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, nói chung ra không cần phải nói. Thiên cảnh khư không gian, thời gian hai loại đại đạo, đều đã khôi phục. Chính là thiên cảnh khư thời không đại đạo bắt đầu khôi phục, dẫn đến chuông lớn một lần lại một lần gặp được bay lên chính mình, một lần lại một lần lặp lại trước đó động tác. Thiên cảnh khư thời không đại đạo rất không ổn định, tùy tiện đi lên sông bị hao tổn việc nhỏ, thậm chí có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Thiên cảnh khư biên giới Thái ất thiên tôn thoát khỏi hồng đạo quân truy kích, phun ra một ngụm chọc khí, nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nói: Hứa đạo tổ tại sao không có ở chỗ này chờ ta? Chẳng lẽ hắn đã tiến vào thiên cảnh khư? Hắn đang muốn hướng thiên cảnh khư bên trong đi đến, đột nhiên lòng có cảm giác, sắc mặt biến hóa, thiên cảnh khư thiên địa đại đạo bắt đầu khôi phục. Một bên khác. Hồng đạo quân nguyên bản còn đợi truy sát thái ất thiên tôn, đột nhiên một thanh âm nói, hồng đạo hữu dừng bước. Hồng đạo quân nhìn lại, vội vàng không người bái nói, hồng thiên cương, bái kiến đại đạo quân. Một cỗ đế liễn lái tới, Mỹ Ngọc Điêu Thành, Vân Long thay đi bộ, trong xe có một vị khí chất không tầm thường đạo quân, sau đầu một đoàn sáng tỏ không gì sánh được quang mang, động diệu tứ phương, để cho người ta rất khó coi gặp hắn chân diện mục, chính là đạo kỳ thiên bốn vị trí cao tồn tại một trong, thái nhất đại đạo quân. Thái nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, hồng đạo hữu mời đến. Lần này thiên cảnh khư thiên địa đại đạo khôi phục, ta tiến vào thiên cảnh khư, tất có nhân quả báo ứng, nhưng lần này không thể không đi. Hồng đạo hữu người tinh tu nhân quả đại đạo, là nhân quả bất hủ chân vương. Lần này thiên cảnh khư chuyến đi, người lưu tại bên cạnh ta. Người lên đế liễn tới, hồng đạo quân kho người xưng phải, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trên đế liễn, ngồi xuống dưới tay vị trí, nói, đại đạo quân lần này đến, chẳng lẽ là là chuyện năm đó? Thái nhất đại đạo quân lắc đầu nói cũng không phải. Ta lần này đến là vì đại đạo chủ công pháp mà tới. chương 1298 Thiên Cảnh Đội ơn Đại đạo chủ công pháp, hồng đạo quân nghe vậy, trong lòng giật mình, đại đạo quân làm sao lại chắc chắn như thế, lần này thiên cảnh thiên địa đại đạo khôi phục, sẽ có đại đạo chủ công pháp xuất thế. Đại đạo chủ là đại đạo chúa tể, loại công pháp này cực kỳ hãn hiếu, cho dù là đại đạo quân cũng chưa từng tiếp xúc qua đối với đại đạo chủ trong truyền thuyết chỉ ở bỉ ngạn hưng thịnh lúc đầu mới có mấy vị siêu phàm tồn tại đạt được phương diện này truyền thừa nhưng đằng sau liền không có đại đạo chủ truyền thừa lưu truyền thái nhất đại đạo quân lần này tới thiên cảnh khư nói thẳng là đại đạo chủ truyền thừa mà đến nhất định không phải chỉ nói bằng miệng thế nhưng là đại đạo chủ truyền thừa từ đâu mà đến đế liễn chạy qua thật lâu mới vừa tới vu thần đạo quân chỗ tiên điện vu thần đạo quân cùng đạo cực chân vương vội vàng tới đón không người bái nói tham kiến đại đạo quân. Thái nhất đại đạo quân cũng không xuống xe, trong xe khẽ vuốt cầm, nói, mặt khác ba vị đạo hữu đi tới a. À. Phu thần đạo quân nói, còn chưa từng đi vào. Thái nhất đại đạo quân nói, vậy trước tiên chờ một chút. Lại qua một hai ngày, lại có ba chiếc đế liễn tuần tự lái tới, chính là bỉ ngạn mặt khác ba vị đại đạo quân. Ba vị này đại đạo quân, không người biết kỳ danh hào, chỉ lấy bọn hắn chỗ tu trì đại đạo xưng hô bọn hắn. Vị thứ nhất là sinh tử đại đạo quân, vị thứ hai là âm dương đại đạo quân, vị thứ ba là thần ma đại đạo quân. Ba vị đại đạo quân đến, riêng phần mình nhìn về phía thiên cảnh khư chỗ sâu, nhưng gặp đại đạo khôi phục, để thiên cảnh khư nhiều hơn mấy phần sinh khí, có quang mang tại hắc ám dưới đường chân trời nhảy nhót. Ba vị đại đạo quân nhìn ở trong mắt, luôn miệng nói, hiểm ác, hiểm ác. Âm dương đại đạo quân khống chế âm dương, sau lưng đã không nhìn thấy bình thường chân vương, đạo quân sau lưng từng tòa động nguyên bồng bình ở trong hắc ám cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy âm dương nhị khí lưu chuyển như thác nước, sắc mặt ngưng trọng nói, thiên cảnh khư bắt đầu thủy chiều lên, thiên địa đại đạo dần dần khôi phục, đối với ta bỉ ngạn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không can thiệp, tất nhiên sẽ ủ ra một trận sát kiếp. Sinh tử đại đạo quân nói, chúng ta bỉ ngạn là thiên cảnh kéo dài khí vận, truyền thừa văn minh, không nên bị sát kiếp này. May mắn phát hiện đến sớm, còn có đường lùi, hắn luyện thành sinh tử nhị khí, này hai khí một thanh một hắc, quấn quyết nhau, như là thái cực. Thần Ma Đại Đạo Quân ánh mắt rơi trên người Thái Nhất Đại Đạo Quân, nói Thái Nhất đạo huynh lần này đến, nhất định là đối với Đại Đạo Chủ công pháp có niềm tin tuyệt đối. Hắn tu luyện Thần Ma nhị khí, một thân ba mặt, chính diện một khuôn mặt, tả hữu hai gương mặt, một thần một ma, thần giả từ bi, ma giả dữ tợn. Hắn thần ma nhị khí một sáng một tối, chia quang minh hắc ám nhị giới, lẫn nhau không quấy nhiễu. Thái Nhất Đại Đạo Quân mỉm cười nói, ta có chút tính toán trước. Ba vị lần này đến cũng hẳn là có niềm tin tuyệt đối. Sinh tử đại đạo quân cười nói, nếu không có nắm chắc, cũng liền không cần tới. Chỉ là, mặc dù ta có lấy được đại đạo chủ công pháp nắm chắc, nhưng lại không có tu thành đại đạo chủ nắm chắc. Không bằng ba vị đạo hiếu, âm dương đại đạo quân cười nói, cũng vậy, ta tự nghĩ đạt được đại đạo chủ công pháp không khó, tu thành đại đạo chủ cảnh giới nhưng không có bao lớn hy vọng. Bốn người riêng phần mình khiêm tốn một phen, thái nhất đại đạo quân nói, đã như vậy, vậy trước tiên tế năm đó thượng thiên chi đức a ba vị đại đạo quân riêng phần mình gật đầu nói chúng ta cũng đang có ý này Chấn thủ nơi đây vu thần hồng tỷ khánh tái bàn diễm bốn đại đạo quân đã sớm chuẩn bị dựng tốt tế đàn chuẩn bị xong tế sinh bốn vị đại đạo quân sửa lại vạt áo đăng lâm tế đàn riêng phần mình sắc mặt nghiêm nghị đốt hương trúc viết nguyên nguyên chi niên kiến thần chi nguyệt cơ bẩn chi dân trốn đến thiên cảnh đại hoang hoang ta chi ruộng đại hàn lạnh ta chi cốt đại cơ cơ ta bụng đại loạn đốt ta ra thất cả lên thương tri ân tặng ta thiên cảnh trời ban ruộng tốt ngũ cốc phong ta kho lương ban thưởng cầm tú áo bị khỏa ta bạc khu ban thưởng chân tu mỹ thực lấp ta ngũ tạng ban thưởng thái bình thịnh thế tráng ta nhân khẩu cả lên thương tri ân truyền ta công pháp thụ ta thần thông ban thưởng ta thổ địa mạnh ta hồn linh phục phục được trời sủng ái kinh sợ đốt hương bái thượng thương tri ân cầu vạn thế vĩnh sương nói đi bốn vị đại đạo quân tại trên tế đàn cong xuống, phu thần, hồng tỷ, khánh tái, bàn diễm bốn vị đạo quân riêng phần mình bưng lấy hồng bàn tiến lên, hồng bàn bên trong là từng cái cường giả ra đầu. Bốn vị đại đạo quân đem những này ra đầu tế giữa thiên địa, hình thành từng tôn thần ma hình thái, trấn áp thiên cảnh khư. Nhỉ, bốn vị đại đạo quân riêng phần mình đứng dậy, phu thần, hồng tỷ, khánh tái, bàn diễm bốn người ở phía sau hầu hạ. Đạo cực chân vương tiến lên, nói, đại đạo quân, còn có khôn điều còn chưa phóng thích đâu. Thái nhất đại đạo quân tỉnh ngộ, hướng mặt khác ba vị đại đạo quân ha ha cười nói, nhìn ta trí nhớ này. Năm đó chúng ta tới đến thiên cảnh, đói khát khó nhịn, nhờ có khắp nơi đều có khôn điều, là khó được mỹ vị, có thể no bụng, giữ được tính mạng. Chúng ta năm đó ăn nhiều như vậy khôn điều, hôm nay đội ơn thượng thương, chỉ cần có chỗ biểu thị. Âm dương đại đạo quân gật đầu nói, là muốn có chỗ biểu thị. Bốn vị đại đạo quân đi theo vô thần đi vào phía dưới trên đỉnh núi, chỉ gặp nơi này nuôi nhốt một đám đại điều, là thiên cảnh sinh vật, bởi vì dáng dấp lớn, không biết bay, lại gọi địa tàu kê. Về sau thiên cảnh biến thành thiên cảnh khư, không có sinh cơ, chỉ có bỉ ngạn còn nuôi loại sinh vật này. Bốn vị đại đạo quân thấy thế, thầm khen đạo cực chân vương hữu tâm. Thái nhất đại đạo quân tiến lên, chọn lựa ra một cái cường tráng khôn điều, nói, năm đó vì mạng sống, không thể không ăn các ngươi. Chúng ta một mực cảm kích các ngươi, hôm nay, ta thả ra ngươi, liền tương đương với phóng thích năm đó bị chúng ta ăn hết khôn điều hồn linh ngươi đại biểu ngươi tộc đàn tha thứ tội ác của chúng ta đi thôi khôn điều ban thưởng ngươi tự do nói đi thái nhất đại đạo quân đem cái kia khôn điều phóng thích cái kia khôn điều bị hắn phóng thích cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút bị nuôi nhốt mặt khác đồng loại lẩm bẩm kêu vài tiếng mặt khác khôn điều ục ục kêu to không ngừng khôn điều thăm dò tính đi ra hai bước phát hiện những người này không có ngăn cản hắn trong lòng vui vẻ liền lẩm bẩm chạy ra bất quá nơi đây dù sao cũng là trên núi cái kia khôn điểu không đi ra bao xa liền vừa trượt chân cắm xuống vách núi, lại không biết bay, thế là một mệnh ô hô. Thiên cảnh khư không có bao nhiêu ánh sáng, sắc trời quá đen, chim này bất quá là phàm điểu, khó mà thấy rõ con đường. Một màn này đám người hồn nhiên không có để ý, ba vị đại đạo quân cùng hồng tỷ, vù thần, đạo cực bọn người thưởng thức thái nhất đại đạo phóng thích khôn điểu, riêng phần mình tán thưởng liên tục, nói ta bị ngạn có thượng thương che chở, lại biết được đội ơn, lo gì bị ngạn không thể. Thái nhất, Âm dương, sinh tử cùng thần ma bốn vị đại đạo quân liếc nhau, âm dương đại đạo quân cười nói, bây giờ chúng ta không có tội nghiệt, nên là riêng phần mình đại đạo chủ công pháp làm chuẩn bị. Ba vị, mời, mời, âm dương, sinh tử cùng thần ma ba vị đại đạo quân riêng phần mình rời đi. Duy chỉ có thái nhất đại đạo quân mang theo hồng đạo quân, cũng đi vào thiên cảnh khư chỗ sâu. Đạo cực chân vương đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào lờ mờ không rõ thiên cảnh khư, hướng mặt khác bất hủ nói, các vị đạo hiếu, các người nói là gì bốn vị đại đạo quân, khẳng định như vậy bọn hắn có thể được đến đại đạo chủ công pháp. Vô thần đạo quân nói, không nên đánh nghe liền không nên đánh nghe, miễn cho dẫn xuất sự cố. Đạo cực chân vương cười nói, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ. Đám người riêng phần mình có chút trần chờ, mặc dù bọn hắn khoảng cách đại đạo chủ cảnh giới rất xa, nhưng là nếu là có thể đạt được đại đạo chủ công pháp, đó cũng là tốt, có trợ giúp bọn hắn tu hành. Ta cảm thấy bốn vị đại đạo quân sở dĩ cảm thấy đại đạo chủ công pháp sẽ xuất thế, là bởi vì thiên cảnh đại đạo triều tịch. Khánh tái đạo quân Trần chờ một chút, nói: "Thiên cảnh đại đạo thủy triều lên, thiên địa đại đạo khôi phục, lẽ ra sẽ để cho thiên cảnh vốn có đại đạo chủ bố trí, hiển lộ ra. Những này đại đạo chủ truyền thừa, lại bởi vậy hiện thế." Bàn Diễm đạo quân nói: "Đại đạo triều tịch, thiên cảnh đại đạo khôi phục, cũng chỉ sẽ để cho những công pháp này bị có thiên cảnh khí vận người đạt được. Ngoại nhân không chiếm được a." À. Không tỷ đạo quân ánh mắt chấp động, ý vị thâm trường nói, lần này thiên cảnh đại đạo khôi phục, các vị đại đạo quân còn chưa đuổi tới, liền để bọn hắn đệ tử tới trước một bước. Năm đó người thiên cảnh, thật liền diệt tuyệt sao, ta nhìn chưa hẳn, phu thần đạo quân ho khan một cái nói, năm đó là có chút người thiên cảnh cùng bị ngạn thánh tộc thông hôn, cũng có chút người thiên cảnh chạy trốn tới chúng ta bị ngạn. Đám người liếc nhau, không tỷ đạo quân nói, nói không chừng, bốn vị đại đạo quân đệ tử bên trong, có người là người thiên cảnh. Bốn vị đại đạo quân vun trồng đệ tử như vậy, mục đích tự nhiên là hôm nay. Vu thần đạo quân nói, bọn hắn đã sớm dự liệu được, thiên cảnh đại đạo có khôi phục một ngày, sớm lựa chọn một cái người thiên cảnh làm đệ tử, vun trồng thành tài. Đợi cho thiên cảnh đại đạo thủy triều lên, liền để những đệ tử này ra mặt, dùng người thiên cảnh khí vận dẫn suốt đại đạo chủ truyền thừa. Chiều này, thật sự là diệu tuyệt, chương 1299, mặt khác bất hủ riêng phần mình ánh mắt chấp động, nhìn về phía thiên cảnh chỗ sâu, bực này khí vận cùng cơ duyên, đáng tiếc không có quan hệ gì với bọn họ. Thiên cảnh khư cực kỳ hung hiểm, đại đạo thủy triều lên, thiên địa đại đạo khôi phục, trận này khôi phục cực kỳ hỗn loạn, đại đạo tự u ám bên trong chậm giải phóng thích đạo lực, tạo thành khắp nơi địa phương nguy hiểm, bước vào trong đó, kích phát đạo lực, rất có thể liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hứa ứng hành tẩu ở trong đó, tránh đi những địa phương này. Lúc này, một chỗ khôi phục chi địa gây nên chú ý của hắn, địa phương khác thường thường là một mảnh lờ mờ, duy chỉ có nơi đó bừng sáng, phảng phất một thế giới khác. Nơi đó ở vào giữa hai ngọn núi, địa thế dốc đứng, núi như môn hộ, đi qua liền sáng tỏ thông suốt, bên trong có một đoàn tạo hóa chi khí, ngay tại nương theo lấy đại đạo thủy triều lên mà dần dần lớn mạnh. Tạo hóa chi khí bốn phía, sơn thủy cây cối, đều là đang không ngừng sinh trưởng bên trong hẳn là tạo hóa chi khí tạo thành ảnh hưởng. Đạo lực phóng thích, cực kỳ rõ ràng, hứa ứng lúc trước gặp phải rất nhiều khôi phục chi địa, đều không có như vậy rõ rệt hiện tượng. Đối với tạo hóa chi đạo lý giải, hứa ứng cũng là từ minh mạn truyền lại trong công pháp học được, mà công pháp này cũng là đến từ bỉ ngạn, là không chọn vẹn công pháp. Tạo hóa chi khí cực kỳ khó được, nội tàng tạo hóa chi đạo, nếu là có thể thu lấy đoàn này tạo hóa chi khí, đối với ta tăng lên tạo hóa chi đạo rất có ích lợi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tạo hóa chi đạo là một môn cực kỳ cao đẳng đại đạo, bởi vì cái gọi là sinh sinh tạo hóa, sinh mệnh sáng tạo diễn hóa, liên tục không thôi, tận ở trong tạo hóa đại đạo siêu việt tạo hóa đại đạo, số lượng không nhiều. Bất quá lúc này đang có ba người hướng giữa hai ngọn núi tạo hóa chi địa đi đến, nghĩ đến cũng hẳn là phát hiện tạo hóa chi địa diệu dụng, nghĩ ra được bên trong bảo vật. Hứa ứng trần chờ một chút, cùng đi theo tiến lên. Ba người kia hai nam một nữ, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, riêng phần mình quay đầu nhìn quanh, bên trong một cái nam tử quát ngươi là người phương nào. Vì sao lén lén lút lút đi theo chúng ta? Hứa ứng nói, tại hạ thái nhất đại đạo quân môn hạ hứa ứng, ba vị huynh đài là. Hai nam một nữ kia nghe được hắn là đến từ Thái nhất đại đạo quân môn hạ, không dám thất lễ, nữ tử kia nói, hứa sư huynh, tiểu muội ngu quân, hai vị này là sư huynh của ta Ninh Hoa, Diêm Khôi. Ba người chúng ta là đoan mộc chân vương đệ tử, đi theo sinh tử đại đạo quân môn hạ vệ dịch sư huynh đến chỗ này, tìm kiếm cơ duyên. Hứa ứng không biết vệ dịch là ai, thầm nghĩ, sinh tử đại đạo quân. Lại là một cái đại đạo quân, người này nhất định là tu luyện sinh tử đại đạo, không biết thực lực so thái nhất đại đạo quân như thế nào. Nữ tử kia ngu quân gặp hắn nghe được tên vệ dịch vẫn như quốc tiến lên, thầm nghĩ trong lòng, thái nhất môn hạ cực kỳ phách lối, thế mà không sợ vệ dịch sư huynh. Ninh Hoa gặp hứa ứng không thượng đạo, ho khan một cái, nói, hứa sư huynh hẳn là không có nghe nói bất hủ phía dưới ta vô địch, bất hủ phía trên một đổi một. Hứa ứng lắc đầu nói, không từng nghe nói qua, Ninh Hoa nói, câu nói này, nói chính là vệ dịch sư huynh. Hứa ứng hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, vị này vệ dịch sư huynh quả nhiên cường hoành, có cơ hội nhất định muốn gặp thấy một lần. Ba người tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước, e sợ cho bị hứa ứng đoạt trước. Hứa ứng lơ đến, đầy cõi lòng thiện ý nhắc nhở bọn hắn, nói, ba vị, nơi đây thiên địa đại đạo khôi phục, nhưng đạo lực cực kỳ hỗn loạn, không để ý rất dễ dàng chúng chiêu. Các ngươi muốn coi chừng, hắn vừa dứt lời, đột nhiên diêm khôi kinh hô một tiếng, nói ta bị tạo hóa đại đạo xâm lấn nơi này tạo hóa đạo lực thật mạnh, không chấn áp được. Hai người khác trong lòng giật mình, riêng phần mình thôi động động uyên, điều động mộc chi đạo lực thủ hộ quanh thân. Ngu quân nói, sư huynh yên tâm, chúng ta truyền thừa so tạo hóa chi đạo không hề yếu, chỉ cần sư huynh cố thủ đạo tâm, liền có thể chống cự tạo hóa đạo lực xâm lấn. Nàng mới nói được nơi này, liền gặp diêm khôi ngón trỏ trái đầu ngón tay giật giật, đầu ngón tay thứ nhất bưng đốt ngón tay, hóa thành một cái màu vàng cá bơi, nhẹ nhàng du động một chút, từ đầu ngón tay chóc ra, bơi vào tạo hóa chi địa. Diêm khôi run giọng nói, sư muội, ninh sư huynh, ta không chấn áp được. Hắn mới nói được nơi này, đột nhiên nhục thân sụp đổ tan rã, bắp thịt cả người từ trên xương cốt chóc ra, hóa thành bầy cá, trên không trung du động, bơi về phía tạo hóa chi địa. Trong chớp mắt, Diêm khôi liền chỉ còn lại có một bộ bạch cốt đứng ở nơi đó. Tiếp lấy bạch cốt cũng đột nhiên soạt một tiếng sụp đổ, rơi xuống đất hóa thành từng cái nhảy nhảy nhót nhót ếch xanh, nhún nhảy một cái nhảy vào tạo hóa chi địa, biến mất không thấy gì nữa. Ngu quân cùng ninh hoa hãi nhiên, không còn dám đi thẳng về phía trước. Hứa ứng vượt qua bọn hắn, từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ngu quân nhịn không được nói, hứa sư huynh, nơi này cực kỳ hung hiểm. Hứa ứng quay đầu, cười nói ta học qua mấy ngày tạo hóa chi đạo, hẳn là có thể áp chế được. Hai vị không cần lo lắng, ngu quân cùng ninh hoa nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng một đường không trở ngại chút nào, đi đến giữa hai ngọn núi, không có tan làm cá bơi ếch xanh loại hình đồ vật. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn theo phía trước đi sao? Ngu quân trần chờ nói. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại phía sau bọn họ, hai người vội vàng nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng không người, vệ dịch sư huynh. Vệ dịch là cái nam tử cao lớn, cũng không táng hóa, thân mang màu trắng áo dài, áo dài tu thân, che khuất dày. Vệ dịch ánh mắt rơi vào trên hai tòa ngọn núi, kinh ngạc nói, tạo hóa chi môn, tạo hóa chi đạo, Tạo hóa chi khí. Nơi đây tất có trọng bảo, hắn đi thẳng về phía trước, chân áp tạo hóa đạo lực xâm lấn, một đường bình an an đi vào trong tạo hóa chi môn kia. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hứa Ứng, nói: "Vị huynh đài này, nơi đây cùng ta có duyên, còn xin các hạ rời bước." Hứa Ứng nói: "Ta tới trước." Vệ Dịch nói: "Vật này xác thực cùng ta có duyên, ta vừa mới cảm ứng được vật này đang kêu gọi ta, nếu là huynh đài có thể làm cho nhường lối, vệ dịch cảm kích khôn cùng." Vệ Dịch hứa ứng trên dưới dò xét hắn nói ngươi chính là cái kia bất hủ phía dưới ta vô địch bất hủ phía trên một đổi một vệ dịch vệ dịch khiêm tốn nói bốn mươi năm trước ta cùng bất hủ cảnh thương khôn chân vương giao phong tiếc bại một chiêu bởi vậy người khác dùng một câu nói kia tán dương ta nói bằng tu vi của ta có thể cùng bất hủ chân vương một mạng đổi một mạng nhưng năm đó ta cùng thương khôn chân vương giao phong đằng sau liền phát xác được ta trên tu hành không đủ nếu như lấy mệnh tương bác ta liền không phải bại một chiêu mà là thua trận tính mệnh. Hứa ứng gặp hắn thẳng thắn, chưa phát giác sinh ra hảo cảm, cười nói, người nói nơi đây cùng người hữu duyên, không bằng dạng này, người ta riêng phần mình thu lấy tạo hóa chi khí, ai có thể lấy đi chính là cùng ai hữu duyên, như thế nào. Vệ dịch trần chờ một chút, nói ta có thể cảm nhận được nơi đây tạo hóa đạo lực, trời sinh hướng ta, nếu là riêng phần mình thu lấy, ta chỉ sợ nơi đây tạo hóa đại đạo, sẽ đối với các hạ bất lợi. Hứa ứng rất là không tin, cười nói, thiên địa đại đạo, đại công vô tư, thế nào trời sinh hướng ngươi? Đại đạo có tư, còn gọi đại đạo A. Hắn không nói lời gì, lấy tay liền hướng cái kia một đoàn tạo hóa chi khí chộp tới. Nhưng mà để hứa ứng chừng lớn hai mắt chính là, đoàn kia tạo hóa chi khí vậy mà hưu một tiếng từ tay hắn đáy bay ra, thẳng đến vệ dịch mà đi. Hứa ứng giận tím mặt, thôi động bất hủ bát pháp để bát pháp, hỗn độn hỗn thiên thủ. Đây là hắn gần nhất nghiên cứu hạo thiên đế thần thông, lại thêm cảm ngộ hỗn độn đại đạo, mới khai sáng ra thần thông hắn một trường xuống dưới, hỗn độn đạo lực chặt đứt thời không, đoạn tuyệt nhân quả, phá hủy luân hồi, hủy diệt vạn đạo, vô luận như thế nào, cũng muốn đem cái này tạo hóa chi khí đem tới tay. Nhưng vào lúc này, tạo hóa chi địa bên trong, hừng hực đạo lực đột nhiên gần như sôi trào, đạo âm đại tác, một phát tác dùng trên người hứa ứng. Hứa ứng dùng mình, liền chỉ cảm thấy như là bị một tôn tu luyện tạo hóa đại đạo bất hủ chân vương công kích, không lo được bắt đoàn kia tạo hóa chi khí, lập tức tế lên chuông lớn cạch hắn ngay cả người mang chuông bị tạo hóa đạo lực đánh về phía bay về sau đi chỉ gặp đoàn kia tạo hóa chi khí hướng đứng ở nơi đó không nhúc nhích vệ dịch dũng mãnh lao tới hứa ứng vừa sợ vừa giận thôi động chu tiên tàn kiếm một kiếm đánh xuống đem đoàn kia tạo hóa chi khí sinh sinh chém thành một lớn một nhỏ hai nửa hôm nay liền xem như chân mũi ta cũng muốn gặm xuống hai lạng thịt đến chương một nghìn trong lòng tức giận một kiếm này đem tạo hóa chi khí chém thành hai khúc lớn một nửa lập tức hướng về dịch dũng mãnh lao tới, đem hắn khỏa thành một đoàn, từ tai mắt mũi miệng thậm chí toàn thân 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông, chui vào trong thân thể hắn. Nhỏ cái kia một nửa, lại để cho vòng qua chu tiên tàn kiếm, cũng hướng về dịch chảy tới. Cùng một thời gian nơi đây tạo hóa đại đạo đạo lực còn tại khối động, hướng hứa ứng vào tới, ngăn cản hứa ứng cướp đoạt mặt khác gần một nửa tạo hóa chi khí. Thiên cảnh hư thiên địa đại đạo, không khỏi cũng quá không công bằng. Bất quá tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi. Hứa ứng đem chuông lớn treo lên đỉnh đầu, cất bước xông về phía trước, như là say rượu đồng dạng tả diêu hữu hoảng, nhoáng một cái chấn động một cái, nghênh tiếp cỗ này kinh khủng đạo lực, tiếng chuông keng keng rung động, tình thế giống như muốn đem mảnh sơn cốc này chấn thành hỗn độn chi khí đồng dạng. Cỗ này tạo hóa đạo lực bộc phát trong nháy mắt, hứa ứng thân hình lay động, lắc ra khỏi vô số chính mình hư ảnh, thi triển ra thần thông thương khung. Keng, chuông lớn cùng tạo hóa đạo lực va chạm trong nháy mắt, hứa ứng quét ngang thần thông thương khung cũng nghênh tiếp tạo hóa đạo lực trong chấp nhoáng này phóng thích ra uy năng thẳng bức bất hủ cảnh tồn tại một mặt là thái nhất đại đạo cực hạn đại thần thông một mặt là tiếng chuông chấn động vạn đạo hủy diệt cùng thiên cảnh khôi phục tạo hóa đại đạo va chạm làm cho cái kia tạo hóa đại đạo trong khoảnh khắc diễn hóa thiên địa vạn vật đông đảo chúng sinh nhật nguyệt tinh thần chống cự công kích của hắn nhưng tất cả những thứ này đều là tại tiếng chuông cùng thần thông bên dưới phá diệt thiên cảnh nếu là không cho ta liền cưỡng đoạt Hứa ứng thân hình cũng bởi vậy bị ngăn trở, lúc này thôi động nhất khí hóa tam thanh, đỉnh đầu một đạo thanh khí xông ra, hóa thành ba cái hứa ứng, lẫn nhau mượn lực xông lên phía trước. Lấy ra đi ngươi, hứa ứng hết to, bạch khí biến thành hứa ứng rốt cuộc tại non nửa đoàn tạo hóa chi khí dung nhập vào vệ dịch nhục thân trước đó, đem thu nhập chính mình thái nhất động nguyên bên trong. Nhưng mà đoàn kia tạo hóa chi khí hay là không thành thật, hướng ra phía ngoài chui vào. Sau một khắc, xanh vàng trắng ba cái hứa ứng hướng về sau bay đi, đồng thời thái nhất động nguyên hóa thành tạo hóa động nguyên, ba cái hứa ứng hóa thành ba đạo nguyên khí, hòa làm một thể, rơi vào hứa ứng đỉnh đầu, mà tạo hóa động nguyên thì ông một tiếng, dựng thẳng sau lưng hứa ứng. Hắn thái nhất động nguyên chính là hơn 200 loại động nguyên dung luyện mà thành, đại đạo trộn lẫn, cũng có thể hóa thành đơn nhất đại đạo. Hiện tại hóa thành tạo hóa động nguyên chính là tiểu thí nhiêu đao. Tòa này tạo hóa động nguyên, cường đại vô cùng, trong động nguyên tạo hóa đạo lực khuấy động bành trướng, tạo hóa chi khí cũng là nồng nặc dọa người, lập tức đem đoàn kia tạo hóa chi khí ngăn trở đem luyện hóa trong sơn cốc tạo hóa đạo lực cơ hồ bị hắn đánh tan phát giác được hắn luyện hóa tạo hóa chi khí giống như là trở nên rộng rãi rất nhiều lập tức ngừng không có tiếp tục tiến công mà tại mảnh sơn cốc này nơi xa sinh tử đại đạo quân nhìn thấy cảnh tượng này nao nao thiếu niên này có chút không đúng hắn có thiên cảnh tạo hóa cùng số mệnh hắn rất là không hiểu hứa ứng cướp đoạt đệ tử của hắn vệ dịch khí vận đoạt được một bộ phận tạo hóa chi khí hắn thấy là tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình. Thiên cảnh đại đạo thủy chiều lên, thiên địa đại đạo nước lên thì thuyền lên, chỉ cần có được thiên cảnh tạo hóa cùng số mệnh mới có thể có đến thiên cảnh bảo vật. Không có như thế khí vận, đừng nói đạt được bảo vật, chỉ sợ sẽ còn chết không có chỗ chôn. Hứa ứng cướp đoạt vệ dịch khí vận, mặc dù gặp nạn, nhưng tạo hóa chi đạo cũng chưa phản kháng đến cùng, liền để hứa ứng đắc thủ. Điều này nói rõ, hoặc là hứa ứng tu vi cực mạnh, có thể đối kháng thiên cảnh thiên địa đại đạo, hoặc là hứa ứng cũng có được thiên cảnh khí vận. Hắn hẳn không phải là người thiên cảnh, tại sao có thể có thiên cảnh khí vận? Sinh tử đại đạo quân không hiểu chút nào, bất quá hắn cũng không hiện thân, mặc cho hứa ứng cùng vệ dịch riêng phần mình thu lấy một đoàn tạo hóa chi khí. Hắn tu luyện là sinh tử đại đạo, có thể chi phối có tính mệnh đồ vật sinh tử, nhỏ đến hạt bụi nhỏ sâu kiến, lớn đến tinh thần tinh hệ, chính là trí cường người tu thành đại đạo, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cần chính là đại đạo chủ cấp công pháp, chỉ là một đoàn tạo hóa chi khí còn không bị hắn để ở trong mắt. Bây giờ hiển lộ tung tích là tạo hóa chi khí cùng tạo hóa đạo lực, nhưng tạo hóa chi đạo đại đạo chủ cấp công pháp cũng không hiển lộ ra. Ánh mắt của hắn chấp động, thấp giọng nói, đại đạo chủ, có được vô lượng thần thông, thần cơ diệu toán, là hỗn nguyên nhất thể đại đạo chi quân. Thiên cảnh đại đạo chủ, nhất định sẽ lưu lại truyền thừa của mình cho hậu nhân. Hứa ứng luyện hóa thu lấy đoàn kia tạo hóa chi khí, lập tức phát hiện có chút không đúng, đoàn này tạo hóa chi khí, cùng hắn tạo hóa động nguyên bên trong diễn hóa tạo hóa chi khí, giống như không phải cùng một loại đồ vật. Đoàn này tạo hóa chi khí nội ẩn tạo hóa đại đạo, loại này tạo hóa đại đạo lại là không phù văn kết cấu lý văn kết cấu trạng thái. Không kết cấu tạo hóa đại đạo, đây là đại đạo chủ cấp bậc tiên thiên đại đạo, hứa ứng kinh ngạc vạn phần, chỉ có đại đạo chủ cảnh giới này tồn tại mới có thể đạt tới đại đạo vô cấu trạng thái. Tạo hóa chi khí là một đoàn tiên thiên chi khí, nội tàng vô cấu cấp bậc tạo hóa đại đạo loại đạo lý này thực sự cao thâm mà chắc. Ngay tại hắn luyện hóa đoàn này tạo hóa chi khí ngắn ngủi một lát, hắn trên tạo hóa chi đạo đạo hạnh liền liên tục tăng lên, rất có tiến quân bất hủ xu thế. Hứa ứng tu vi lại có không nhỏ tăng lên, trong lòng ngạc nhiên, loại này tiên thiên chi khí, quả thực thần diệu khó lường, thiên cảnh khư tại sao có thể có như thế bảo vật. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc đạo quang đại tác, đất dung núi chuyển, một cỗ minh mông đạo uy từ lòng đất thấu chuyển tới, sau một khắc thiên băng địa liệt, hai tòa dãy núi lập tức bụi trì diệt hết, núi đá bay loạn, chỉ còn lại có một tòa màu xanh biếc môn hộ. Trọng bảo kia hô một tiếng bay lên, càng ngày càng nhỏ, lập sau lưng vệ dịch trong hư không, trong môn tạo hóa chi đạo mờ mịt, trong toàn bộ sơn cốc khôi phục tạo hóa chi đạo, vậy mà toàn bộ hướng trong môn hội tụ. Tạo hóa chi môn là đại đạo thủy triều xuống trước đó trọng khí, vật này vận chuyển chủ tính trung ngàn vạn đại đạo, vệ dịch chỗ tu trì sinh tử đại đạo cũng là chủ tính trung ngàn vạn đại đạo cao đẳng đại đạo, nhưng vậy mà tại tạo hóa chi đạo trong giới hạn. Vệ dịch tu vi nguyên bản liền cực cao, có thể cùng bất hủ chân vương thương khôn giao phong mà không chết, giờ phút này đạt được tạo hóa chi môn gia trì, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên. Hứa ứng nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi thiên tân vạn khổ cướp được đoàn kia tạo hóa chi khí, tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Sơn môn này, hiển nhiên là một kiện truyền thừa cổ lão tạo hóa chi môn, uy lực của nó chỉ sợ đã đạt tới bất hủ có khả năng đạt tới cực hạn, trọng bảo như thế không có dấu hiệu nào liền lựa chọn vệ dịch là chủ nhân lại thêm vừa mới vệ dịch đứng ở nơi đó bất động liền đạt được tạo hóa chi khí lọt mắt xanh chủ động hướng chảy hắn hứa ứng chỉ có thể nói đồng nhân không đồng mệnh vệ dịch nói nơi này hô hoán hắn chẳng lẽ là thật hứa ứng trái lo phải nghĩ làm sao cũng nghĩ không thông chính mình chỗ nào so ra kém vệ dịch thầm nghĩ chẳng lẽ là ta trước kia làm mạc kim giáo ý gãy khí vận không thể a à, ta cũng không có đào bao nhiêu mộ phần dài ngắn bất quá một hai ngàn tòa vệ dịch hấp thu đoàn kia tạo hóa chi khí lại lấy được tạo hóa chi môn nhận chủ trong lòng không thắng vui vẻ hắn gặp hứa ứng thủ đoạn trồng chất lại cũng chỉ là chiếm gần một nửa tạo hóa chi khí trong lòng thầm khen hứa ứng thật bản lãnh lại thay hắn có chút tiếc hận đạo hữu bản sự phi phàm thái nhất đại đạo quân môn hạ có thể đứng hàng ba vị trí đầu chỉ là số phận kém một chút vệ dịch nói đạo hữu lần này là ta được đến chỗ bảo địa này tán thành bởi vậy được bảo nơi đây còn có mặt khác bảo địa nhất định có tán thành đạo hiếu hứa ứng đối với hắn lòng dạ nhưng cũng khâm phục không thôi cười nói đa tạ vệ sư huynh nhường cho ngươi nếu là chủ động thu lấy tạo hóa chi khí coi như ta có mấy phần bản sự cũng vô pháp từ trong tay ngươi đoạt đi nửa điểm vệ dịch nói giữa thiên địa đại đạo cũng không phải là ta tư vật như thế nào dám chiếm làm của riêng hứa ứng cực kỳ kinh ngạc thỉnh giáo nói sinh tử đại đạo quân cũng có các hạ như vậy ý chí sao vệ dịch nghiêm mặt nói sư tôn ta rất mực khiêm tốn trưởng quản sinh tử đại đạo là bốn vị đại đạo quân bên trong tử bi nhất một vị hứa ứng suy nghĩ một lát nói nếu như sinh tử đại đạo quân tử bi cần gì phải thu hoạch đại thiên vũ trụ bên trong đông đảo chúng sinh vệ dịch đạo hiếu tâm phòng bị người không thể không cáo từ vệ dịch khẽ nhíu mày trong lòng có chút không vui bất quá hứa ứng nói nhưng cũng không sai sinh tử đại đạo quân thu hoạch đại thiên vũ trụ tu sĩ cử động lần này hoàn toàn chính xác không thể nói từ bi. chương 1301, chẳng lẽ sư tôn từ bi là giả? Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng sợ hãi, ta cùng hứa ứng này chỉ là gặp mặt một lần, há có thể bởi vì đối phương một câu, liền hoài nghi mình ân sư. Thiên cảnh khư nguyên bản lờ mờ, giờ phút này nương theo lấy thủy chiều lên, thiên địa đại đạo khôi phục, vậy mà nhiều hơn một chút ánh sáng. Hứa ứng chạy những ánh sáng này mà đi, có nhiều chỗ tuy có đại đạo khôi phục, nhưng lại không bảo vật, bất quá trò chơi địa phương nhưng lại có cùng loại tạo hóa chi khí trọng bảo. Cổ quái, thiên địa đại đạo khôi phục, há có trời sinh bảo vật chọn chủ đạo lý. Hứa ứng trong lòng buồn bực, càng tò mò, thấp giọng nói, trong này phải có vấn đề. Sẽ là thiên cảnh thời đại bất hủ hoặc là đại đạo chủ lưu lại bố trí sao? Hắn lại có chút không hiểu, nếu như là thiên cảnh đại đạo chủ hoặc bất hủ lưu lại bố trí, như vậy vì sao Bỉ Ngạn bất hủ không tự mình đến đây vơ vét nơi này bảo vật? Đột nhiên phía trước một đoàn hồng mông chi khí ánh vào hứa ứng tầm mắt, hứa ứng trong lòng vui mừng, vội vàng chạy tới. Hồng mông chi khí ta quen, đoàn này hồng mông chi khí, nên vì ta sở hữu. Hứa ứng cười ha ha, hắn hồng mông chi đạo là bởi vì bổ thiên, bổ sung tam giới hồng nguyên hạch tâm, đạt được lớn lao khí vận, thiên địa quán thâu mà đến, để hắn nắm giữ hồng mông đại đạo. Hắn trên hồng mông đại đạo tạo nghệ, đã đạt tới bất hủ cấp độ, bởi vậy chắc chắn lần này thiên cảnh xuất hiện hồng mông chi khí, nhất định là bởi vì chính mình nguyên nhân. Hồng mông chi khí bốn phía hồng mông đạo lực cực kỳ hoạt bát, ý đồ xâm nhập hứa ứng thể nội, dễ như trở bàn tay liền bị hứa ứng ngăn trở. Trừ khai thiên bên ngoài mạnh nhất công đức, không thể coi thường, nơi đây hồng mông đại đạo chỉ là vừa mới khôi phục, căn bản không làm gì được hắn. Hứa ứng đi vào hồng mông chi khí bên cạnh, thỏa thuê mãn nguyện, đang muốn thu lấy đoàn này hồng mông chi khí, bỗng nhiên chỉ nghe vệ dịch thanh âm kinh ngạc truyền đến, hứa đạo hiếu. Hứa ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp vệ dịch mang theo ngô quân cùng ninh hoa hai người hướng bên này đi tới ba người đều rất là kinh ngạc hứa ứng trong lòng máy động có chút khó chịu nói vệ huynh chẳng lẽ đoàn này hồng mông chi khí cũng cùng ngươi hữu duyên vệ dịch thẹn thùng nói thực không dám giấu diếm ta cũng là thụ hồng mông chi khí tác động mà tới nơi đây hồng mông chi khí đại khái cùng ta có như vậy một chút mà duyên phận hứa ứng tức giận vô cùng mà cười quát ngươi hẳn là đang lừa ta ta đi chỗ nào chỗ nào bảo vật liền cùng ngươi hữu duyên. Có hay không trùng hợp như vậy, ta cũng không biết trong này nguyên nhân, ta chỉ là đến chỗ này, liền phát giác được nơi đây bảo vật cùng ta có duyên. Vệ dịch lui lại một bước, nói, đạo hữu ta đã được tạo hóa chi khí cùng tạo hóa chi môn, đoàn này hồng mông tử khí ta liền không trông cậy vào, người thu lấy khí này a à. Hứa ứng gặp hắn khí lượng kinh người, lắc đầu nói, nếu như quả thật cùng ngươi hữu duyên, ta không đoạt ngươi, chỉ lấy gần một nửa là được hắn đột nhiên thôi động chu tiên tàn kiếm một kiếm chém xuống đến bốn phía hồng mông đại đạo lập tức sôi trào lại muốn ngăn cản hứa ứng nhưng hứa ứng trên hồng mông đại đạo tạo nghệ cực cao tại bốn phía đạo lực còn chưa ngưng tụ thời điểm cũng đã đem đoàn kia hồng mông tử khí chém xuống gần một nửa cạch hắn tế lên chuông lớn đem hồng mông đạo lực ngăn trở cướp đoạt một nửa hồng mông tử khí liền lui cái kia hồng mông đạo lực gặp hắn cướp đoạt tử khí liền không có tiếp tục truy kích hứa ứng tử vệ dịch bên cạnh chợt lóe lên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp còn lại hơn phân nửa hồng mông tử khí tự chủ hướng vệ dịch dũng mãnh lao tới, không giống như là vệ dịch hấp thu hồng mông tử khí, ngược lại giống như là hồng mông tử khí chủ động bị vệ dịch hấp thu. Hứa ứng vừa mới rời đi, liền nghe được hậu phương truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp hư không vỡ ra, lại có một kiện hồng mông trọng bảo, như là cấu tạo không gì sánh được phức tạp phù văn ngọc luân bàn, từ trong hư không bay ra, rơi sau lưng vệ dịch, treo ở trong tạo hóa chi môn. Hứa ứng ghen ghét dữ dội, chua đến răng phát run, chủ động đưa tới cửa pháp bảo, nhất định không phải cái gì tốt pháp bảo. Tốt pháp bảo đều thận trọng cực kỳ, đến truy cầu thật lâu mới có thể đáp ứng. Có phải hay không trung ra? Chuông lớn nói cái kia hồng mông ngọc luân bàn nhuộm thành màu tím, xem xét liền không phải cái gì tốt pháp bảo. Hứa ứng vội vàng rời đi, tận lực tránh đi vệ dịch. Nơi xa, sinh tử đại đạo quân ánh mắt từ trên thân vệ dịch rời đi, rơi ở trên thân hứa ứng, càng không hiểu, không đúng, không đúng. Trên người hắn tại sao lại có thiên cảnh khí vận, hắn có thể đoạt tạo hóa chi khí, còn dễ nói, vì sao ngay cả hồng mông chi khí cũng có thể đoạt. Như thế đại đạo chủ cấp bậc đạo khí, ngay cả ta đều đoạt không được. Hắn ngược lại đối với hứa ứng càng ngày càng hiếu kỳ, vứt xuống vệ dịch, đuổi theo hứa ứng, thầm nghĩ, hắn không phải người thiên cảnh, làm sao có thể có được thiên cảnh khí vận. Có lẽ tiểu tử này, so vệ dịch còn muốn chân quý. Qua hồi lâu, hứa ứng rốt cục lại tìm được một chỗ bảo địa, âm dương nhị khí tại dần dần lớn mạnh, bốn phía tràn ngập âm dương đại đạo đạo lực. Lần này, hẳn không có người cùng ta đoạt A, à, hứa ứng thở vào một cái, hướng âm dương nhị khí đi đến. Hắn lấy tay liền hướng âm dương nhị khí chụp tới, đột nhiên tâm thần rung động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hướng mình đánh tới, trong đó xen lẫn âm dương nhị đạo, thái âm, thái dương, thuần âm, thuần dương, thiếu âm, thiếu dương các loại đại đạo tại trong thần thông tổ hợp tạo dựng, cực kỳ tinh diệu. Thần thông này đánh tới đằng sau, mới nương theo lấy một tiếng quát hỏi ngươi là người phương nào dám can đảm cướp ta cơ duyên hứa ứng trong lòng tức giận càng ngày càng bạo đại đạo vô tư nguyên lai đều là giả đều là dự định tốt hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới cái này âm dương nhị khí ta cũng đoạt định hắn không nói lời gì thôi động hỗn độn hỗn thiên thủ hướng về sau nghênh đón cùng một thời gian nhô ra bàn tay hướng cái kia âm dương nhị khí chộp tới công hướng hứa ứng người kia chính là âm dương đại đạo quân môn hạ đệ tử nam cung hạo thực lực tu vi cực kỳ cường hoành tu luyện âm dương ứng tượng kinh thi triển ra thần thông cũng là đại đạo quân truyền lại thần thông nhưng là hứa ứng một trường này đánh tới vạn đạo câu diệt đạo pháp không còn để thần thông của hắn lập tức bị phá thiên địa vô cùng âm dương tương chuyển nam cung hạo lập tức biến chiêu thần thông uy lực tăng vọt dưới lòng bàn tay âm dương biến hóa lẫn nhau quấn động hóa thành một vùng thiên địa ẩn chứa âm dương đại đạo vô thượng diệu quyết nghênh tiếp hứa ứng một kích này. Hứa ứng sắp bắt lấy đoàn kia âm dương nhị khí, đột nhiên chỉ gặp âm dương nhị khí chạy đi, lách qua hắn, ngược lại hướng phía sau hắn nam cung hạo bay đi. Đồng thời, hứa ứng cảm ứng được nơi đây thiên địa đại đạo trở nên dị thường nồng đậm, âm dương nhị đạo đạo lực hội tụ, hướng mình đánh tới. Đại đạo có tư đúng hay không? Cho ai cũng không cho ta đúng hay không? Hứa ứng cùng nam cung hạo thần thông va chạm một sát na, cảm thấy được thực lực của đối phương, không kém chính mình, lập tức hét giận giữ một tiếng, thân hình xoay tròn, ba nghìn tiên kiếm bay ra, bố trí xuống chu tiên kiếm trận. Oanh, kiếm trận bộc phát, hứa ứng tế kiếm, chu tiên tản kiếm bay vào kiếm trận hạch tâm, tuyệt thế sát ý nhét đầy thiên địa, vạn đạo diệt việt. Hứa ứng quát, như vậy, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt. Liền đem vùng thiên địa này triệt để hủy diệt, hết thải tận về hỗn độn A. Nơi xa, âm dương đại đạo quân thần thái ngạc nhiên nhìn xem một màn này, có chút mê mang, không đúng, tiểu tử này có chút không đúng hắn rõ ràng là thông thiên đạo nhân truyền nhân là thông thiên đạo nhân xếp vào tại ta bỉ ngạn nội gian hắn không phải người thiên cảnh vì sao có thể cướp đoạt người thiên cảnh khí vận tại hắn lúc động thủ đạo chủ cấp đạo lực hẳn là đem hắn gạt bỏ mới đúng khác một bên trong hắc ám sinh tử đại đạo quân cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm nghênh chiến âm dương đạo lực hứa ứng trong lòng càng thêm kinh ngạc nguyên lai like hắn là thông thiên đạo nhân xếp vào đến thái nhất đại đạo quân bên người nội gian lần này có thể tính lộ ra chân ngựa tiểu tử này tuyệt đối có được thiên cảnh khí vận. Thế nhưng là, cái này thiên cảnh khí vận từ đâu mà đến? chương 1302, hai vị đại đạo quân đang nghĩ ngợi, đã thấy Chu Tiên kiếm trận quét ngang bốn phương tám hướng, đem Nam Cung hạo bước lui, đối cứng âm dương đạo lực. Nội gian này lại tế lên một ngụm chuông lớn, đem đoàn kia âm dương nhị khí giữ được, đưa đến chính mình âm dương động nguyên bên trong. Hứa ứng được âm dương nhị khí, lập tức liều mạng luyện hóa, thái nhất động nguyên cũng hóa thành âm dương động nguyên. Nam Cung Hạo bi phẫn muốn tuyệt, kêu lên, đoạt ta cơ duyên, hôm nay muốn người chết không nơi táng thân. Đoạt đệ tử ta cơ duyên, chính là đoạt ta cơ duyên. Âm dương đại đạo quân sắc mặt trầm xuống, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, giấu ở nơi đây âm dương đạo kiếm phóng lên tận trời, xông phá chu tiên kiếm trận, kiếm quang quét tới, ba nghìn ngụm tiên kiếm toàn bộ vỡ vụn, không cách nào ngăn cản cái này hai cái đạo kiếm. Chỉ có chu tiên tàn kiếm cùng hai cái đạo kiếm va chạm, nhưng cũng bị đạo kiếm áp chế. Đạo kiếm, Âm Dương Đại Đạo Quân trong lòng giật mình, dừng bước lại, không có nhúng tay, thầm nghĩ, đạo kiếm xuất hiện, nói rõ Thiên Cảnh Khư Đại Đạo chủ hoàn toàn chính xác có chỗ bố trí, Nam Cung Hạo chính là hắn tuyển định truyền nhân. Có thể hay không đạt được Âm Dương Đại Đạo đạo chủ cấp công pháp, liền ở đây nhất cử. Hắn nhân quả quá nặng, đối với Thiên Cảnh có đại thù, nếu là xuất hiện, thế tất sẽ khiến Thiên Cảnh Đại Đạo phản kích. Khi đó, nói không chừng sẽ phá hư chính mình bố cục. Hai cái kiếm, một đen một trắng, một âm một dương, quay chung quanh hứa ứng trên dưới tung bay, lăng lệ vô địch. Hai kiếm là do âm dương nhị đạo luyện chế mà thành, đại đạo tạo thành, bởi vậy gọi đạo kiếm. Chu tiên tàn kiếm mặc dù trải qua thiên trùy bách luyện, lại là thông thiên đạo nhân bội kiếm, nhưng thông thiên đạo nhân đem kiếm này lưu tại tam giới lúc, hay là đại la diệu cảnh tu vi. Chu tiên tàn kiếm chính là bởi vì bị thanh huyền, thánh tôn bọn người đánh vỡ, uy lực mới nâng cao một bước, lại thêm thúy nham rèn luyện, chính mình cũng có thể tu luyện, mới không có bị hai cái âm dương đạo kiếm đánh nát. Nhưng âm dương đạo kiếm uy lực, quả thực không thể coi thường, mỗi lần cùng âm dương đạo kiếm va chạm, Chu Tiên Tàn kiếm chỉ cảm thấy thân thể của mình đều khó mà tiếp nhận. Hứa ứng thái nhất động nguyên nguyên bản liền rộng lớn vô biên, hóa thành âm dương động nguyên, trở nên càng lớn, hắn một bên cảm ngộ đoàn kia âm dương nhị khí bên trong tích chứa âm dương ảo diệu, một bên điều động âm dương đại đạo, thôi động Chu Tiên Tàn kiếm. Hắn trong động nguyên chảy ra là thuần túy âm dương nhị khí, gia trì chu tiên tàn kiếm, bố trí xuống kiếm trận, đối cứng âm dương đạo kiếm, không rơi vào thế hạ phong. Chu tiên tàn kiếm có hắn tương trợ, uy lực tăng vọt, cùng âm dương đạo kiếm đối kháng, liền không có bị chém nứt mà lo lắng. Nam cung hạo sông lên phía trước, song trưởng tung bay, một đạo âm khí một đạo dương khí, cô lấy âm dương đạo kiếm, vũ động đứng lên, tựa như cùng hai đầu hồng khí trường long, đạo lực chút xuống bành trướng, cùng hứa ứng thôi động chu tiên tàn kiếm đinh đinh đang đang va chạm. Đưa ta cơ duyên, Nam Cung Hảo kêu lên, cái kia âm dương đạo kiếm quả thực lợi hại, nhiều lần công phá Chu Tiên kiếm trận, hứa ứng nghiêm nghị, đại đạo có tư, còn không công bằng cực kỳ, lần sau ngay cả bảo bối nhi cũng cùng nhau chiếm. Hắn tế lên chuông lớn, cạch một tiếng tiếng vang, tầng tầng sóng âm hướng Nam Cung Hảo đánh tới. Nam Cung Hảo vũ động song kiếm, đạo lực răng khắp nơi, vậy mà đem chuông lớn uy lực ngăn trở. Hứa ứng thấy thế, trong lòng máy động, bảo vật này lợi hại. Đáng hận, vậy mà không phải ta, hắn quay người liền đi nam cung hảo ở hậu phương truy sát hai cái đạo kiếm lăn lăn lộn lộn gọt đến bổ tới hứa ứng thôi động chuông lớn điều động kiếm trận cùng hắn đối kháng nam cung hảo ra tay tàn nhẫn không đem hai cái đạo kiếm xem như pháp bảo liều mạng hướng hứa ứng chém tới hứa ứng lại thương tiếc trung ra cùng kiếm ra không cùng hắn dây dưa đang 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 hứa ứng thôi động chuông lớn liên tục chấn động đem nam cung hảo bước lui lách mình mà đi nam cung hảo giết tới trước mặt đã tìm không được hứa ứng tung tích. Người này đến cùng là lai lịch gì, ta đến đạo kiếm này, lại còn là không có khả năng giữ hắn lại. Nam Cung Hảo kinh nghi bất định, hứa ứng chân trước vừa đi, âm dương đại đạo quân mắt lộ ra hung quang, liền muốn hướng hứa ứng xuất thủ. Đúng lúc này, hắn không hiểu đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy bị người khóa chặt. Âm dương đại đạo quân gặp nguy không loạn, quay người quét tới, trầm giọng nói, vị đạo hữu nào, cùng ta mở trò đùa này. Sinh tử đại đạo quân thân giữ đạo đồng, liền giống như một đoàn tử vật tránh đi hắn liếc nhìn âm dương đại đạo quân hừ lạnh một tiếng biết chỗ tối có một vị đại cao thủ như vậy chính mình chỉ sợ khó mà chu sát hứa ứng đoạt lại âm dương nhị khí thân hình hắn chậm rãi biến mất biến mất không còn tâm tích sinh tử đại đạo quân lơ đễnh thấp giọng nói tiểu tử này mới thật sự là thu hoạch hắn không phải người thiên cảnh lại có được người thiên cảnh khí vận nếu là có thể hiểu rõ điểm này ta liền cũng có thể có được người thiên cảnh khí vận từ đó đoạt được đại đạo chủ công pháp Âm Dương Đạo Hữu nhìn không ra điểm này, chỉ đổ thừa hắn ngu xuẩn. Bốn vị đại đạo quân lần này đến, mục đích cũng là vì đạo chủ cấp công pháp truyền thừa, chỉ là bọn hắn ở giữa cũng không đối phó, là cạnh tranh quan hệ. Sinh tử đại đạo quân hướng hứa ứng đuổi theo, thầm nghĩ, lúc trước tiểu tử này chỉ có thể cướp đoạt một chút tạo hóa chi khí hồng mông chi khí, hiện tại lại đem toàn bộ âm dương nhị khí đoạt đi, không có để lại nửa điểm. Điều này nói rõ hắn khí vận đang dần dần tăng cường. Nếu là hắn lại đoạt mấy người chỉ sợ hắn khí vận liền cùng người thiên cảnh khí vận một dạng. Thiên cảnh khư, một mảnh khô cạn đường sông phía trên, bốn phía cung khuyết tầng tầng, từ lòng sông dưới đáy xây lên, hướng lên kéo dài, cung khuyết san sát nối tiếp nhau, cấp độ rõ ràng. Bất quá mảnh này cổ lão đáy sông cung khuyết đã bị long đong. Thần ma nhị khí, thuộc về ta thần ma cung, trác đạo thuần, ngươi là thái nhất đại đạo quân đệ tử, đến cướp đoạt thần ma nhị khí vô dụng. Trong đó một tòa cung khuyết đỉnh điện, một vị đã táng hóa nam tử tản ra ngập trời khí thức, một thân ba mặt, sau đầu thần ma động nguyên lưu chuyển, thần đạo cùng ma đạo lẫn nhau đối lập, trầm giọng nói nơi đây là của ta cơ duyên. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta vô tình. Đối diện với của hắn, một tòa khác cung khuyết đỉnh điện cũng có một người sừng sững, chính là Trác đạo thuần. Giữa hai người, mảnh này đáy nước trong thần cung thần ma hai đạo khôi phục, thần ma chi khí hình thành. Trác đạo thuần nói, thiên hạ vạn đạo đều là về thái nhất vô luận thần đạo ma đạo, cũng tại thái nhất bên trong. Thái nhất bao hàm toàn diện, chính là thiên hạ cường đại nhất đạo. Sư Ngọc Đình, người không phải là đối thủ của ta, hay là lui ra đi. Táng hóa nam tử Sư Ngọc Đình cười ha ha, khí khái phi phàm, nói chắc đạo thuần, người tại thái nhất đại đạo quân môn hạ thanh danh không hiện, giống như thực lực mạnh nhất đại đạo quân đệ tử còn chưa tới phiên ngươi đi. Ta chỉ là nhìn thái nhất đại đạo quân mặt mũi, mới hảo ngôn hảo ngữ, người không cần không biết điều. Trác Đạo Thuần không nói thêm gì nữa, thẳng lấy tay hướng cái kia thần ma nhị khí chộp tới. Sư Ngọc Đình không trần chờ nữa, lập tức hướng hắn xuất thủ, cùng một thời gian Trác Đạo Thuần cũng cảm ứng được nơi đây thần ma đại đạo đạo lực sôi trào, hướng hắn công tới, ngăn cản hắn thu lấy thần ma nhị khí. Sư Ngọc Đình sát chiêu đã đi tới sau lưng của hắn, thần ma đạo lực cũng tới đến trước người hắn, nhưng vào lúc này, Trác Đạo Thuần tâm niệm vừa động, liền phảng phất mọc ra thiên tí thiên thủ, phân biệt hướng Sư Ngọc Đình cùng thần ma đạo lực nghênh đón. Thần thông của hắn đã luyện đến như hứa ứng võ đạo như vậy, đạt tới thần thông cực cảnh, Thái Nhất Động Nguyên bên trong có vô số cái trác đạo thuần, đồng thời diễn luyện thần thông, hướng cao hơn càng hoàn mỹ hơn thần thông diễn hóa. Giờ khắc này, Sư Ngọc Đình thấy được bốn vị đại đạo quân riêng phần mình sở trường thần thông, Sinh Tử đại đạo quân sinh tử đồng quy, Âm Dương đại đạo quân âm dương thiên lộ, Thần Ma đại đạo quân thần ma cực đạo phú, cùng Thái Nhất đại đạo quân Hỗn Nguyên La Thiên Ấn, bốn loại không có khả năng đồng thời bị người nắm giữ đại thần thông vậy mà tại cùng một người trên thân đồng thời xuất hiện không chỉ có như vậy hắn còn chứng kiến mặt khác các loại đại đạo tại chắc đạo thuần dưới tay hóa thành thần thông thời gian không gian sinh mệnh ngũ hành hồng mông thái cực vô cực thái thượng thái thương thái anh thiên tâm tạo hóa các loại những đại đạo này đều là cao đẳng đại đạo bất kỳ cái gì một tôn bất hủ đều cần tốn hao ngàn vạn năm thậm chí cần từng cái vũ trụ tinh nhuệ tinh anh hỗ trợ mới có thể nắm giữ mà Trác Đạo Thuần lại phảng phất một trận hắn thông, đem những này đại đạo thần thông thi triển đi ra, quả nhiên là hạ bút thành văn mỗi một loại đại đạo thần thông đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Thiên phú của hắn cao hơn ta ra rất nhiều. Sư Ngọc Đình vừa sợ vừa giận, song phương chiêu pháp va chạm trong nháy mắt, hắn liền lập cảm giác không địch lại, bị Trác Đạo Thuần phá vỡ thần thông, một trường khác ở tim. Chương 1303. Trác Đạo Thuần một kích này thi triển, chính là thần ma cực đạo phú, là hắn am hiểu thần thông. Dùng hắn am hiểu thần thông đến đánh bại hắn, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Sư Ngọc Đình bay ngược mà đi, đang muốn tập hợp lại tái chiến, ta mặc dù không địch lại hắn, nhưng nơi đây thiên địa đại đạo lại là hướng về ta, ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng mà hắn còn chưa đứng vững thân hình, liền gặp Trác Đạo Thuần đã đánh tan vào tới thần ma hai đạo đạo lực, đem thần ma nhị khí nắm trong tay, thu nhập thái nhất động nguyên. Sư Ngọc Đình kinh hãi vạn phần, thực lực của hắn không khỏi cũng Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động, thần ma đạo lực đại thịnh, hướng hắn vào tới. Sư Ngọc Đình định thần nhìn lại, đã thấy một quyển hỏa trục từ trong hư không bay tới, hỏa trục triển khai, trong bức tranh xuất hiện trăm vị thần ma đồ án, chiến thiên đấu địa, dũng mãnh vô địch. Những thần ma đồ án này, ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ cường đại chiến đấu pháp môn, tuyệt đối là một kiện thiên cảnh thời đại trí bảo. Quyền này thần ma bách chiến đồ, là đến bái ta làm chủ. Sư Ngọc Đình vừa mừng vừa sợ, đến ngày thần ma bách chiến đồ, tu vi thực lực của ta liền có thể tăng lên rất nhiều, còn cần sợ cái gì chắc đạo thuần. Nhưng mà thần ma bách chiến đồ vừa mới xuất hiện, chắc đạo thuần bàn tay cũng từ chộp tới, trong bức tranh trăm vị thần ma giận dữ, liền muốn giết ra bức họa, từng tôn thần ma thân thể đã từ trong bức tranh thoát ra, chui ra hơn nửa người. Chắc đạo thuần dùng sức cuốn lên, vậy mà đem cái kia từng tôn thần ma sinh sinh cuốn vào trong đồ. Hắn đem đồ quyển này lên, thu nhập chính mình trong động uyên, hướng ngốc tại đó sư Ngọc Đình khom người, sư huynh, đắc tội. Nói đi, quay người đi đến, sư Ngọc Đình bi phẫn muốn tuyệt, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, muốn ngăn cản hắn, nhưng lại không dám ra tay. Nơi xa, thần ma đại đạo quân ánh mắt chấp động, nhìn qua chắc đạo thuần bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thái nhất đại đạo quân đệ tử, thế mà đem mặt khác các loại đại đạo vận luyện đến loại trình độ này, xem ra thái nhất đạo huynh ngày bình thường ẩn tàng không ít thực lực a à. Ngay cả ta thần ma đại đạo, hắn đều có thể nắm giữ. đạo huynh ngươi lòng lang giả dạ thú, ta chỉ cần đối với ngươi nhiều hơn để phòng mới là. thân hình hắn bỏ chạy biến mất không còn tâm tích. thái nhất đại đạo quân đứng ở đằng xa thấy thế khẽ lắc đầu thấp giọng nói: lão hiếu hẳn là đối với ta cũng không tín nhiệm rồi. năm đó chúng ta sinh tử giao tình cứ như vậy phai nhạt thật là khiến người thất vọng đau khổ. hắn thở dài bất quá lời như vậy, ta đối với ngươi ra tay liền không có lo lắng. bên cạnh hắn hồng đạo quân kiểm tra các nơi đại đạo khôi phục nhân quả khẽ nhíu mày nói đại đạo quân chúng ta càng là xâm nhập quanh thân quấn quanh nhân quả liền càng nhiều lại hướng đi về trước sợ rằng sẽ gây nên đại đạo phản công thái nhất đại đạo quân nói chặt đứt nhân quả đây là thiên cảnh thiên địa đại đạo cùng chúng ta ở giữa nhân quả còn kèm theo nặng nề oán khi oán niệm chém không đứt hồng đạo quân chính là trưởng quản nhân quả đại đạo bất hủ cảnh tồn tại nhìn ra lợi hại nói Cương ép chém tới mà nói, ắt gặp phản phệ. Bây giờ biện pháp chỉ có che đậy nhân quả, Thái nhất đại đạo quân nhẹ gật đầu.